Chuyện hay bà S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe phát 6, phát cuối chuyện Ông xã là Phúc Hắc Đại Nhân của Khuyển Thần Khuyển Khuyển trên kênh Chuyện hay bà S.net qua giọng đọc Linh Hy. Các bạn hãy kéo xuống phần mô tả để đón xem những chuyện hay và mới nhất được cập nhật hàng ngày trên kênh Chuyện hay bà S. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio. Và đừng quên share video trên Facebook với hashtag Chuyện hay bà S để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Chương 33, một nhà ba người. Năm 2010 Giá Lâm, Thượng Hải sắp tổ chức hội chợ thế giới. Toàn bộ Thượng Hải vì nghênh đón sự kiện này mà trang trí đổi mới hoàn toàn. Về giao thông, tuyến xe điện ngầm số 10 được mở thêm, giá nhà tôi ở cũng tăng lên, xe taxi cũng đổi kiểu xe, đi càng thoải mái hơn. Nhưng mà giá cả lại tăng lên tới mức ban ngày 12 tệ, ban đêm 16 tệ. Tới gần ngày khai mạc hội chợ, khu nhà cũ được sơn lại như nhà mới xây, nhưng bên trong vẫn cũ kỹ như xưa. Nhân dân Thượng Hải bắt đầu chịu cảnh chen chúc như cá hộp đi làm lúc lên xe buýt, xe điện ngầm, bất kể đó có là giờ cao điểm hay không. Lại y như con kiến đi hành quân, bị kẹt trong dòng xe ô tô dài ngoằng, mệt cũng rất vui vẻ. Tôi nhìn đồng hồ, qua 4 giờ rồi, nhà trẻ 4 giờ tan học, tôi bị muộn rồi. Nhìn thấy làn đường bên cạnh bắt đầu thưa ra, xe bắt đầu chạy, vội vàng đánh tay lái. Xe nhỏ tốt ở chỗ này, rất linh hoạt. Chiếc xe Mini Cooper Clubman màu đỏ tôi đang đi này là quà sinh nhật năm ngoái Khang Duật tặng tôi. Thứ nhất, để tôi đi làm cho tiện. Thứ hai là để lúc hắn phải bay không ở nhà, thì tôi đưa đón cách đi nhà trẻ tiện hơn. Thật ra mua xe rất tiện, nhưng lấy bằng lái thì rất đau khổ. Ngoại trừ thi viết ra, mấy cửa khác, tôi đều thi 3 lần mới qua. Thì hết một năm trời mới lấy được bằng lái. Cũng may là vừa kịp năm nay cách đi nhà trẻ. Sau khi lấy được bằng lái rồi, Khang Duật để tôi tự chọn xe. Nói đi nói lại, tôi cũng làm nghề chăm sóc khách hàng mua ô tô. Đối với xe hơi cũng có chút hiểu biết. Nghĩ trong nhà, năm ngoái vừa mua một chiếc SUV Việt dã, lại mua một chiếc xe lớn nữa cũng lãng phí. Vẫn là mua một chiếc xe nhỏ có vẻ tốt hơn. Tôi kỳ thật cũng rất rối rắm, vẫn thật thích Mini Cooper. Nó là dream car của tôi. Vẻ ngoài đẹp kinh điển lại dễ nhìn, hình thức điều khiển xe dễ hiểu, dễ đổi hướng, lại có lốp xe chống xì, hoàn mỹ hơn cả hoàn mỹ. Nhưng mà quan niệm xã hội hại người nha. Một chiếc xe tốt lại vô tội như vậy, lại bị gán cho danh hiệu nhãn xe hay được vợ bé xài nhất. Khang Duật biết tôi thích, gạt tôi đặt xe, bởi vì là xe nhập khẩu 100%, chu kỳ đặt hàng 1 tháng. Trùng hợp xe đến vào ngày sinh nhật tôi, hắn liền lái xe về nhà. Làm tới khi tôi nhìn thấy xe thì ánh mắt sáng trưng, ngây ngô sờ trên sờ dưới, thật sự rất tốt, rất thích. Nhưng khi tôi đi tới đuôi xe, nhìn thấy bảng quảng cáo phản quang 3M, dán sau kính chắn gió, thì tôi ngu si luôn. Người ta dán đều là gì mà, mới lái xe chiếu cố một chút, hoặc là biết điều thì dừng ngay, bảo trì khoảng cách. Mấy câu quảng cáo kiểu này làm cho xe đi sau chú ý một chút. Của tôi lại dán 5 chữ cực to: bạn cùng là nguyên phối. Rớt mồ hôi, Khang Duật cười hì hì đi tới. Miếu miếu, như vậy không sợ nữa. Như vậy tôi càng sợ. Vì vậy mỗi ngày tôi đeo 5 chữ này lái xe đi làm. Lũ chị em trong công ty thấy được, mắt chừng tới sắp lồi. Nhưng không ngờ có một ông sếp thấy rất hứng thú, hỏi tôi ai đặt. Tôi nói là chồng tôi nghĩ ra. Ông ta hưng phấn hỏi tôi có thể nhờ chồng tôi nghĩ giúp ông ta một cái không. Tôi liếc xe ông ta một cái. Xe Volkswagen Santana phổ biến ở Thượng Hải. Ông già này ít nhiều gì lương một năm cũng hơn 20 vạn, chỉ là hơi điên. Là người có ảo tưởng bị hãm hại, lại muốn khoe tiền, lại sợ gặp nạn, mặt mũi thì vẫn muốn giữ lại, người ngoài hành tinh giờ hơi điển hình. Thấy mỗi ngày ông ta đều tới nhờ tôi đồng ý. Tan tầm về nhà hỏi Khang Duật có thể nghĩ giúp ông ta một câu không. Khang Duật suy nghĩ vài giây, tuyệt bút vung lên, cho tôi vài chữ. Khiêm tốn chính là ngưu bê, khoe ra nhất. Tôi rớt mồ hôi. Tôi mang tờ giấy Khang Duật viết cho ông sếp kia, làm ông ta kích động tới mức lập tức xin nghỉ sớm, đi tìm tiệm chuyên môn làm. Hôm sau trên kinh chắn gió sau xe ông ta lập tức có tấm bảng viết mấy chữ này, còn đặc biệt tặng cho tôi một chai rượu ngoại, kêu tôi về nhà cảm ơn Khang Duật. Từ đó về sau, danh tiếng của Khang Duật ở công ty chúng tôi càng vang xa. Ai, người vũ trụ chính là người vũ trụ, quả nhiên không giống thường nha. Tốn 30 phút, gần 5 giờ tôi mới chạy tới nhà trẻ, ngừng xe khóa cửa kỹ càng, nhanh chóng chạy về phía nhà trẻ. Mẹ, mẹ lại đến muộn. Cách 3 tuổi đứng dang hai chân, hai tay khoanh ngang ngực, tràn đầy tức giận nhìn tôi. Thật xin lỗi, trên đường kẹt xe, sửa soạn đồ đạc xong hết chưa? Tôi chắp tay xin tha thứ, nó chu miệng lên. Xong từ lâu, con còn đi toilet nữa. Tôi sờ đầu nó. Cách thật ngoan, được rồi, là mẹ sai. Hôm nay mẹ mua sô-cô-la cho cách ăn. Thời gian cũng thật mau, cách đã được 3 tuổi, bộ dáng phấn điệu ngọc bài, người gặp là thích, lại càng ngày càng giống Khang Duật. Theo cách so sánh của lũ chị em chính là, ngày nào đó, nếu tôi không cẩn thận làm mất con, chỉ cần là người biết Khang Duật đi trên đường nhìn thấy, chắc chắn sẽ đem con ôm về nhà tôi. Tôi rớt mồ hôi, nói kiểu như vậy, sao không nhắc gì tới tôi, còn nói cái gì mà không cẩn thận làm mất, tôi cũng không mơ hồ như vậy được. Vậy mới được, sắc mặt nó tốt hơn một chút. Vậy đi thôi, hôm nay là sinh nhật ba, mẹ còn phải đi lấy bánh ngọt. Tôi dắt cánh tay nhỏ xíu của nó thật ngoan để tôi nắm, lên xe thật tự giác gài dây an toàn. Đến cửa hàng bánh ngọt gần nhà, tôi đứng bên quầy, chờ nhân viên cửa hàng lấy bánh ngọt giúp tôi. Cách thì đứng đó, ngó ngang, ngó dọc tủ bánh, trong tay đang cầm chén sô-cô-la tôi vừa mua cho. Nhìn một hồi, nó kéo váy tôi, chỉ chiếc bánh dâu tây to trong tủ. Mẹ, cách cũng muốn bánh ngọt, muốn cái này, to. Tôi nói, không được, cái này mua nhân dịp sinh nhật thôi. Cách kêu, vậy ngày mai chính là sinh nhật 3 tuổi của cách. Ai nói, con do mẹ sinh ra con lừa mẹ hả? Khinh thường tôi hồ đồ hả? Cách chu miệng lên, xì, con chỉ cần ba sinh thôi. Nếu là ba sinh thì có thể lừa mẹ mày sao? Tôi không nói gì. Về nhà tôi bỏ bánh ngọt xuống, nhanh chóng vào bếp nấu cơm. Hôm nay là sinh nhật 30 tuổi của Khang Duật, tôi phải tranh thủ trước khi hắn về nấu xong cơm. Mẹ, chừng nào ba về? Cách ôm búp bê lật đật chạy vào bếp hỏi tôi. Còn nhóc này từ nhỏ liền thân với ba nó. Chắc là 8 giờ, cách ngoan đừng quấy rầy mẹ nấu cơm, đi ra phòng khách chơi đi. Vừa nghe 8 giờ, khuôn mặt nó nhíu lại, lầu chết đi được. Mới có mấy ngày mà con đã nhớ ba như vậy rồi, còn có hơn 2 tiếng nữa thôi, rất nhanh liền trôi qua. Tôi vừa dựa sườn vừa trả lời, cách gật đầu, ôm búp bê đi vào phòng khách, trong miệng lại nói thầm. Không biết lần này, ba có quên mua búp bê anten cho mình không? Thì ra là nó đang nhớ búp bê anten. Đến 8 giờ, Khang Duật đúng giờ về nhà, vừa nghe tiếng mở cửa, cách liền ném búp bê chạy về phía cửa. Ba! Khang Duật vừa vào cửa, liền thấy con gái nhiệt tình hoan nghênh như vậy, cười vô cùng vui vẻ, bỏ vali xuống liền ôm cách vào ngực. Cách, con gái yêu của ba. Ba, cách rất nhớ ba, rất nhớ, cách nhớ ba tới mức gầy luôn. Cách ôm cổ Khang Duật kêu lên. Mệt nó còn nghĩ ra, hôm qua nhà trẻ kiểm tra sức khỏe định kỳ, nó còn béo 2 cân. Để ba xem. Khang Duật vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, nhìn. Thật gầy. Đúng không, cách rất nhớ ba, nhớ tới mức gầy luôn. Tôi đứng một bên, chỉ có thể trợn trắng mắt lên, giả vờ không nghe được. Khang Duật ôm con gái đi tới cạnh tôi, hôn tôi một chút, làm tôi rất hưởng thụ. Điều này chứng minh tôi và con gái trong lòng hắn quan trọng như nhau. Tôi vừa định nói sinh nhật vui vẻ thì cách ghen tị nói: "Ba, sao ba không hôn cách trước? Mẹ không nhớ ba, mẹ lại béo. Buổi sáng lúc cân chính miệng mẹ nói." Tôi bị mấy lời này của nó làm cho muốn đấm ngực. Khang Duật nghe xong lập tức nhắm ngay mặt cách hôn mấy cái. Cách bị hắn hôn cười ha ha không ngừng, cũng hôn loạn mấy cái trên mặt Khang Duật. Hai người này làm như tôi không tồn tại vậy. Còn nhóc này, Lúc ăn cơm, Cách ầm ĩ đòi muốn quà trước. Khang Duyệt đương nhiên sẽ không quên mua búp bê ăn tên cho nó. Cách vui vẻ tới mức ngay cả cơm cũng không ăn, ôm búp bê ăn tên chạy loạn lên trong phòng. Khang Duyệt còn mua riêng cho nó một bộ váy xòe công chúa. Lần này hắn đi Milan, quả nhiên là thánh địa thời trang. Cho dù là thời trang trẻ em cũng xinh đẹp, làm cho người ta trầm trồ. Cách thấy cái váy, búp bê ăn tên cũng không cần, cầm váy chạy về phòng tự mặc. Sao anh lại mua quần áo cho con nữa? Quần áo của con nhiều quá rồi. Tôi nhịn không được trách hắn. Con lớn nhanh mà. Khang Duyệt cho tôi một lý do mà hắn cho rằng thật hợp lý. Tôi trợn trắng mắt, rõ ràng là hắn chiều con. Cách tự mình thay, chỉ không kéo khóa kéo sau lưng được. Khang Duyệt kéo giúp nó xong, nó xoay mấy vòng, nói: Cách xinh đẹp sao? Xinh đẹp, Cách xinh đẹp nhất. Khang Duyệt khen. Cách cười tới mức không thấy mắt đâu. Tiếp theo lại xoay người, quay về phòng của mình. Một lúc sau, đội chiếc mũ dương vành trắng Khang Duyệt lần trước mua cho nó, vội vàng chạy ra. Ba, Cách ăn mặc như vậy, Cách hấp dẫn rất nhiều, có phải càng hoàn mỹ hay không? Khang Duyệt buông bữa xuống, ôm Cách lên. Đúng vậy, hoàn mỹ, xinh đẹp. Cách cười tê tết, một lát sau, thình lình vò ra một câu. May ghê, Cách không giống mẹ, giống ba. Tôi nghe xong ngực thật buồn, buồn tới mức tôi cầm đũa mạnh tới mức sắp gãy. Có ý gì đây? Đây là có ý gì à? Ngực buồn à? Ăn cơm tắm rửa xong, Khang Duyệt ngồi trên sofa viết nhật ký bay. Tôi ở trong thư phòng, làm xong PPT, cần dùng cho buổi họp ngày mai ở công ty xong. Trở lại phòng khách, nhìn thấy Cách còn đang xem Cừu xinh đẹp và sói xám. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, hơn 10 giờ rồi. Cách đi ngủ, ngày mai còn phải đi học. Cách xem rất hăng say, không để ý tới tôi. Tôi đi qua, che tivi lại. Không được xem, về phòng ngủ. Cách liếc nhìn tôi một cái, chỉ liếc có một cái, liền quay qua Khang Duyệt. Đừng nói là tôi không biết nó nghĩ cái gì. Sải chân đi qua, chặn lại Khang Duyệt. Lúc này, ba cũng không dùng được. Khang Duyệt ở phía sau tôi, nói: Miểu Miểu, để con xem. Anh câm miệng cho em. Tôi quay đầu lại trừng to mắt. Chiều con cũng không thể chiều tới mức như vậy. Khang Duyệt không nói, tiếp tục viết nhật ký bay của hắn. Tôi quay đầu, chỉ hướng vào phòng nó. Mau, về phòng, ngủ. Cách nhìn tôi có chút suy nghĩ. Một lát sau, còn mắt nó xoay một vòng, ôm chân tôi reo lên. Mẹ thật xinh đẹp. Mẹ là xinh đẹp nhất trên thế giới. Mẹ xinh đẹp tới mức không ai sánh được. Ở trong lòng Cách, mẹ là đẹp nhất, đẹp nhất. Cái này tuyệt đối là nịnh nọt. Thấy tôi không trả lời, nó càng hăng say hơn. Mẹ, Cách giống mẹ, cho nên cũng xinh đẹp. Mẹ gả cho ba thật sự rất tiếc. Mẹ nói xem, tại sao mẹ lại gả cho ba vậy? Rất không có mắt. Chiều qua xong đoạn cầu này dùng càng tuyệt. Khang Duyệt bị nghẹn không chịu được, ngồi trên sofa điên cuồng ho khan. Tôi bị nó nịnh không còn cách nào khác. Được rồi, xem thêm một chút nữa, chỉ một chút thôi. Mẹ, con yêu mẹ. Nó ôm chân tôi lại nói một câu, sau đó lật đật ngồi trên sofa giơ tay nhỏ của nó, tiếp tục xem phim. Đợi buổi sáng ngủ dậy, tôi hỏi lại, con giống ai? Nó trợn trắng mắt, liếc tôi một cái, ôm sát Khang Duyệt chuẩn bị đưa nó đi nhà trẻ. Cách giống ba. Tôi nắm tay, lệ lóng lánh. Gả cho một phi công có chỗ tốt gì? Đây là vấn đề tôi luôn luôn tự hỏi, cũng là vấn đề bị tụi chị em hỏi không ngớt. Chỗ tốt gì? Là có một ông chồng, bộ dạng nghiêm trang đoan chính, tư thế oai hùng hiên ngang khí vũ, rảnh rỗi thì dắt hắn ra ngoài đi dạo một vòng để người ta hâm mộ. Hoặc là nói, vì bay chuyến quốc tế, cho nên mỗi lần đi công tác về đều có quả ngoại, phúc lợi rất cao, tiền lương rất nhiều. Tính là có đi, tôi thừa nhận, mấy cái đó chỉ cần là phụ nữ liền thích. Nhưng mà ngoại trừ mấy chỗ đó tốt, cũng có rất nhiều chỗ hỏng. Ví dụ như sự cố. Tuy nói rằng máy bay là phương tiện giao thông an toàn nhất trên thế giới, nhưng mà lỡ may có chuyện, tỷ lệ tử vong rất cao à. Vì vậy, độ mẫn cảm đối với thời tiết của tôi đã tới trình độ thành bệnh tâm thần. Lúc sấm vang sét giật, tôi sẽ vô cùng lo lắng bất an. Có khi vào nửa đêm tôi đều bị ác mộng làm kinh hoàng. Nói là buồn lo vô cớ nhưng cũng không đủ. Biết rõ rất an toàn nhưng trong lòng luôn luôn không an tâm. Tôi từng có một ý tưởng rất vớ vẩn, chạy khắp các thánh điện của Phật giáo, đem tất cả bùa hộ mệnh đeo lên người Khang Duật. Nhưng mà làm không được, vì nếu làm vậy, Khang Duật rất có khả năng vì siêu trọng mà bị đuổi xuống máy bay. Thứ hai, thời gian. Thời gian bay một chuyến quốc tế không ít hơn 5 tới 10 ngày. Khang Duật kết hôn với tôi 4 năm, nhưng mà thời gian chia lìa hơn một nửa. May mà tôi có nhiều chị em tốt, nhiều bạn bè, có thể dùng bạn bè bù lại sự cô đơn khi không có hắn. Thứ ba, tiếp viên hàng không. Cái này coi như tôi tự làm khổ mình đi, bởi vì tôi cho rằng tiếp viên hàng không bên người Khang Duật đều xinh đẹp hơn mình. Hơn nữa dáng người cũng đẹp, thời gian làm việc lại cùng một chỗ, hắn lại đẹp trai như vậy, khó tránh khỏi trong lòng sẽ dao động. Tuy rằng tôi thật tin tưởng Khang Duật, nhưng mà phụ nữ luôn tính toán chi ly trong mặt này, không như vậy không phải là phụ nữ. Chủ nhật, Khang Duật bay đi thành phố được mệnh danh là do Thượng Đế tạo ra, Florence. Tôi ở nhà quay cách, đợi nó ngủ trưa rồi, rất chán, liền mở máy tính lên mạng, nói chuyện phiếm với hắn. Đây là hình thức ở chung của chúng tôi lúc hắn không ở nhà. Mỗi khi tới lúc này, câu nói đầu tiên của tôi luôn luôn là: lại đang uống cà phê đúng không? Chung quanh toàn người đẹp đúng không? Nghe giọng điệu rất thoải mái, nhưng thật ra là chua muốn chết. Mỗi khi tới lúc này, Khang Duật sẽ nghĩ ra rất nhiều biện pháp dỗ tôi. Tôi chính là thích hắn dỗ tôi, bởi vì mỗi khi hắn dỗ tôi cuối cùng có thể cảm nhận được hắn yêu tôi bao nhiêu. Điểm tốt nhất của việc nói chuyện trên mạng chính là tiết kiệm tiền, muốn nói bao lâu thì nói bấy lâu. Các Cách đi vào thư phòng. Mẹ, Các Cách khát, muốn uống sữa. Tôi đang nói chuyện rất vui, không đếm xỉa tới nó. Đợi lát nữa, mẹ đang vội mà. Qua một phút, mẹ, Các Cách muốn uống sữa. Không phải nói con đợi lát nữa sao? Tôi còn đang thảo luận với Khang Duật chuyện đợi lúc hắn nghỉ thì cả nhà đi du lịch. Các Cách liếc tôi một cái, trong mặt lại lăn lóc. Tôi nghĩ tới nó hết hy vọng, không nghĩ tới nó đi tới đây kêu to với tôi. Chẳng lẽ mẹ muốn Cách Cách của mẹ khát chết sao? Nói xong, ánh mắt của nó còn biến đổi, mỗi bộ dạng hoảng sợ, bất lực. Chẳng lẽ mẹ không yêu Cách Cách sao? Chẳng lẽ mẹ không phải mẹ Cách Cách? Chẳng lẽ Cách Cách không có mẹ? Chẳng lẽ Cách Cách là nhặt được? Tôi rơi lệ đứng dậy. Con đi rót cho bà, để con cho bà uống sữa, bà cố nội nhỏ của con. Nhỏ như vậy mà đã sử dụng thành thạo câu này như vậy rồi. Buổi tối vì Khang Duật không ở nhà, tôi liền lười nấu cơm, liền mang theo Cách Cách đi tới nhà mẹ tôi ăn ké. Ăn xong nói chuyện phiếm với Diễm mấy câu, tôi liền nắm tay Cách Cách, vừa đi dạo vừa về nhà. Đi ngang qua hoa viên, rất nhiều bác già đang nhảy, kiểu nhảy có lợi cho sức khỏe. Bà mẹ đang ở đó, thấy tôi phải đi về, liền chào một câu. Mấy năm nay bà Tám xuất hiện rất nhiều, nhìn thấy Cách Cách đều chạy lại đây. Đây là cháu ngoại bà hả? Bộ dạng thật xinh đẹp. Bà mẹ tôi vô cùng kiêu ngạo ưỡn ngực. Đúng vậy, Cách Cách là xinh đẹp tới mức làm tôi lo lắng. Nhỏ như vậy liền có bộ dạng như yêu tinh, lớn lên có bị lệch đi không? Tục ngữ nói đúng, nhỏ xinh đẹp không có nghĩa lớn lên cũng xinh đẹp, tùy thời đều có khả năng bị lệch. Nghĩ lại tôi trước đây xinh đẹp cỡ nào, nhìn hiện tại, tôi là ví dụ điển hình nhất. Mặt Cách Cách nhăn nheo, tùy ý để mấy bà Tám đó sờ chỗ này, xoa bóp chỗ kia. Nếu không phải tôi dùng mắt chừng nó, phòng chừng nó chạy từ đời nào. Chờ bọn họ sờ đã, tôi mới đem Cách Cách đi về phía nhà mình. Mày Cách Cách tức giận tới mức phồng lên, nó rất không thích người khác sờ soạng mình, lại e ngại tôi, không dám không lễ phép. Đợi tới khi không có người, dỗi bỏ tay tôi ra, một mình đi phía trước. Con gái của mẹ à, ai bảo con đáng yêu như vậy, xinh đẹp như vậy, người gặp người thích thôi. Tới lúc sắp về nhà, Cách Cách phỏng chừng tức giận, chịu không được, thấy một hòn đá nhọn trên đường, liền giơ chân lên đá. Ai ngờ kia không phải hòn đá, không chỉ không đá được, chính mình trượt một cái, té xuống đất thật mạnh. Tôi hết hồn, nhanh chóng chạy lên, đỡ nó đứng lên. Cách Cách, ngã đau không? Tôi vừa phủ bụi bặm bám vào váy nó, vừa xem nó có bị thương không. phút chốc liền thấy trên đầu của nó chóc một miếng da, quả thật là da chóc bị bong. Nhìn lại mặt đất, có một miếng thủy tinh toàn là máu. Tôi ngẩng đầu nhìn Cách, nó nước mắt lưng trong nhìn tôi. Trong lòng tôi gấp gáp lên, ôm lấy nó liền chạy về phía bệnh viện. Cơ sở hạ tầng quanh nhà tôi rất hoàn hảo, riêng bệnh viện có 3 cái, trong đó có một cái của tư nhân, mở cửa 24 giờ, không giống bệnh viện công, qua giờ cơm làm sao còn bác sĩ nữa. Khử trùng, bôi thuốc, bác sĩ nói không có việc gì, băng bó một chút, qua vài ngày là hết thôi. Cách rất giống Khang Duyệt, chịu đau rất giỏi, không giống đứa nhỏ khác, vừa thấy bác sĩ liền khóc to lên, nói tùm lum tà la, từ đầu tới đuôi đều là tôi nói tùm lum tà la. Nó im lặng ngồi trên ghế để bác sĩ băng bó. Y tá thấy bộ dáng nó đáng yêu, lại không khóc không quậy phá, đặc biệt ưu đãi nói: "Băng bó xong rồi, thắt cho cháu một cái nơi xinh đẹp nè." Cách tức giận đầy bụng, bùng phát trong trầm mặc. Xinh đẹp dùng được cái P, nó cũng không phải cả đời không tháo ra, đồ điên. Y tá lập tức hóa đá, bác sĩ kêu thuốc giảm nhiệt cũng đưa luôn. Tôi đứng một bên rất muốn nói: "Đứa bé này không phải do tôi sinh", nhưng mà không dám. Cái gọi là 3 tuổi nhìn thấy lớn, tôi thật sự càng ngày càng lo lắng, không biết con nhóc này lớn lên thế nào. Tôi dám khẳng định nó tuyệt đối sẽ không tạo phúc nhân loại. Chương 34, một đóa hoa đào héo. Đại khái viết ra hơi phiền, viết vài đoạn ngắn đi. "Duyệt, có phải em rất xấu không?" Tôi ai oán hỏi. Quen biết hắn mười mấy năm rồi, đây lại là lần đầu tiên tôi hỏi điều này. Trước kia nhiều lắm chỉ nói mình béo. Khang Duyệt ngẩng đầu, liếc mắt nhìn tôi một cái. "Đúng là rất xấu." Ngay lập tức, tôi vạn tiễn xuyên tâm, thật vất vả bình tĩnh lại, tiếp tục hỏi: "Vậy sao anh còn thích em? Không được nói 2 chữ ngực to. Lên giường tắt đèn đều giống nhau." Câu này so với 2 chữ ngực to càng làm tôi hộc máu. Tỉnh lược một bộ phận tình tiết. Tuy nhiên trong chốc lát, Khang Duyệt trở về phòng, thật cầm thú nói: "Miểu Miểu, ngày mai anh phải bay, cách ngủ rồi, nhanh lên, tranh thủ giành giật từng giây. Hắn vẻ mặt hưng phấn đóng cửa lại, còn đóng chốt an toàn. Tiếp theo liền để tôi gục ở trên giường dựa trò, giống như 800 năm rồi chưa đụng vào ai vậy. Tôi vốn tưởng không gặp nhau cũng phải 1 tuần, thỏa mãn hắn một chút, lại đột nhiên nhớ lại câu kia của hắn: tắt đèn đều giống nhau. Ngọn lửa từ đáy lòng nhất thời phun lên toán loạn, vươn móng vuốt ra vỗ hắn, đẩy hắn ra. "Cút!" Bà đầy tức giận, hậu quả nghiêm trọng. Nguyên tưởng rằng chỉ có 1 tuần không gặp, ai ngờ Khang Duyệt lâm thời nhận được nhiệm vụ phải bay đi Mỹ làm căn cứ huấn luyện, làm huấn luyện viên hơn 1 tháng, lại còn là tổng tài LTU tự mình chỉ định, có nghĩa là không thể không đi. Lão già ngoại quốc này rõ ràng là chia cắt uyên ương mà, sớm biết vậy chính mình đêm đó theo hắn cho rồi. Tiếp tục tịnh lược vài tình tiết. Đợi tới ngày Khang Duyệt trở về từ Ý, tôi thật sự nhịn không được, ném cách cho mẹ, dặn bà trong vòng 3 ngày không cần đi tìm tôi và Khang Duyệt. Bà đang tính hỏi tôi vì sao tôi lại không thèm trả lời bà, vào tới tiệm tạp hóa như đầu tàu lửa, lấy một hộp 10 cái áo mưa, chạy về nhà. Đợi tới khi Khang Duyệt vừa về nhà, tôi liền nhào vô. Hắn còn kích động hơn tôi, cơ hồ là vừa ôm vừa túm kéo tôi vào phòng. Chúng tôi thật nóng bỏng, làm một hồi thật oanh liệt. 2 ngày sau, tôi nhìn trong hộp chỉ còn 3 cái, nghĩ thấy còn có 1 ngày mới phải đón cách về. Ý nghĩ nóng lên nói với Khang Duyệt: "Duyệt, hôm nay xài hết luôn đi." Khang Duyệt vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi: "Còn hả?" Tôi gật đầu, hung hăng gật đầu. Tôi thật sự rất muốn hắn. Hắn nhìn tôi, lại nhìn 3 cái trong hộp kia, hít một hơi thật sâu, nói vô cùng khẳng khái như phải đi hy sinh. "Được thôi, nhưng mà..." Giọng điện hắn đột nhiên chuyển qua thành vô cùng đáng thương: "Miểu Miểu, vậy một lần dùng 3 cái luôn được không?" Tôi nhịn không được, lại giơ tay lên. "Đi chết đi!" Bà đầy lại tức giận, hậu quả lại càng nghiêm trọng. Cho nên nói, giữa vợ chồng, giành giật từng giây là tốt nhất. Bổ sung, phụ nữ 30 như sói như hổ, tỉnh lừa khá nhiều tình tiết. Người nước ngoài lúc nào cũng vậy, thấy người Trung Quốc đánh nhau đều nói là công phu, lúc nào cũng lẫn lộn giữa hai đồng chí Thành Long và Lý Liên Kiệt. Tôi lủi đi sửa, gật đầu nói, công phu, công phu. Hai mắt hắn ta sáng trưng lên, lại nhìn tôi mấy cái, cuối cùng tầm mắt dừng trước ngực tôi. Tôi cúi đầu, ôi mẹ ơi, nút áo rớt ra hồi nào không biết, như mới nãy thì còn tốt, vừa rớt ra một cái, lộ ra một mảng ngực lớn. Chỗ này của tôi so với 800 năm trước, to hơn không ít. Rãnh biển Mariana càng ngày càng rộng lớn mạnh mẽ. Tôi lật đật kéo áo lên, đang định trời ẩm lên, sói ngoại quốc nắm chặt tay tôi, bộ dạng vô cùng kích động. You are the lover in my dream. Tôi cả kinh tới mức trán cũng đen. Không ngờ hắn lại nói, tôi là tình nhân trong mộng của hắn. Thằng cha này, I love you. Hắn hô to với tôi, lại còn tôi yêu em nữa. Tôi rút tay ra, nhanh chóng rút tay ra, tôi kêu to, bỏ ra, bỏ ra. Hắn nắm tay tôi rất chặt, tôi giãy không ra. Nếu như đây là ở nước ngoài, chắc chắn tôi sẽ hết hồn. Nhưng đây là ở trong nước, là địa bàn của người Trung Quốc, tôi có vẻ hung hãn hơn. Lúc này Linh Lị xuất hiện, cũng không biết làm sao nó tìm được tôi. Phỏng chừng là đã thấy được màn hắn thổ lộ với tôi, nhất thời kêu to như có người giết cả nhà nó. Âu Dương Miểu Miểu, mày hơi quá đáng, đã kết hôn rồi, vậy mà còn có người nước ngoài xem chúng mày, lại còn là một soái ca siêu cấp vô địch xét đánh, làm sao mà mày đào hoa vậy hả? Đào hoa? Tôi ác độc, đá soi sáng ngoại quốc một cái thật mạnh, không thèm quan tâm xem hắn có chết hay không, kéo Linh Lị bỏ chạy. Ai thèm đào hoa, cái này rõ ràng là một đóa hoa đào héo. Chương 35, thì ra là con lừa ngốc. Cung cấp vài đoạn nhỏ. Mắc và Khang Dật đứng đối mặt nhau, một người là mũi sắp đụng trần nhà, một người là vẻ mặt âm nghiêm, khỏi cần nói không thích, lại còn khó chịu cỡ nào. Điêu, hôm nay tới để chúc mừng cho tôi đúng không? Sau khi tổng tài công bố phó cơ trưởng là ai rồi, anh trăm ngàn đừng khổ sở. Thua dưới tay người tốt nghiệp Harvard là điều đương nhiên thôi. Nhìn coi coi, đây là loại người gì à? Làm như không tốt nghiệp Harvard thì nên đi chết luôn đi cho rồi vậy. Hơn nữa, danh sách còn chưa có công bố, làm sao anh ta biết là mình? Tôi nhịn không được, tính xông lên chửi ầm lên, cách lại kéo quần Khang Dật. Ba, cái gì là Harvard? Khang Dật ôm lấy con gái, không thèm quan tâm lời nói của Mắc. Là một trường học. Cách tò mò hỏi, trường học gì vậy? Chú kia nhìn rất kiêu ngạo nha, rất kiêu ngạo. Mắc nghe xong, mũi hét lên tới mức sắp trong thủng chân nhà. Khang Dật nhìn anh ta một cái, khóe miệng quéo qua một cái, cười âm hiểm một chút, rồi đột nhiên nói, Học viện Phật giáo Cáp Nhĩ Tân, viết tắt là Cáp Phật. Mọi người rớt mồ hôi, có người xém nữa té ngã, lật đật đỡ tường, chống bàn. Mắc nghe xong mà xanh mét, tay đều run run. Cách đột nhiên kinh hô một tiếng, làm cho lực chú ý của mọi người đều tập trung trên người nó. Nó quay đầu, cả kinh kêu lên với Mắc, chú ơi, thì ra chú là con lừa ngốc. Hòa thượng là con lừa ngốc, đây là tin tức mà gần đây cách nghe được từ phim cổ trang. Không cần đỡ tường cũng không cần chống bàn, cờ bạn mọi người nghe xong đều ngã. Cách quay đầu nhìn về phía Khang Dật, khó hiểu hỏi, ba, con lửa ngốc cũng lái máy bay được hả? Khang Dật vuốt đầu cách. Cục cưng, nghề nghiệp không phân biệt sang hèn, tương tự vậy, người đi làm cũng không phân biệt sang hèn. Thật ác độc, mấy câu này một câu hai nghĩa, nâng lên chính mình, cũng ám chỉ Mắc hèn hạ cỡ nào. Cách gật đầu y như hiểu rất rõ, lúc nhìn về Mắc thì vẻ mặt vô cùng thương hại. Cách hiểu được, chú yên tâm, cách sẽ không khinh thường chú đâu. Mọi người ở đây nghe được câu này xong đều liều mạng nín cười. Tôi nhìn cách, cảm thấy nó tựa hồ còn giấu chiêu gì đó. Cách quay đầu nói với Khang Dật, nhưng mà cách không muốn sau này đi làm phi công giống ba nữa. Vì sao? Còn lửa ngốc còn làm được phi công, cái này chứng tỏ lái máy bay rất đơn giản. Ba để nuôi gia đình, không còn cách nào khác. Cách lại thông minh như vậy, lại giống ba, phải đi bắn súng. Nó nói xong còn dùng tay làm động tác bắn bùm lên trời. Dứt lời, mọi người ở đó đều nhịn không được, điên cuồng cười ra tiếng. Có vài người còn trực tiếp nằm lên trên bàn, đập bàn cười. Tôi cũng vậy, nhìn lại móc, đều bị chọc tới mức sắp ngất xỉu, lại không thể so đo với con nít. Vùng mạnh tay lên, xoay người tức giận bỏ đi. Tôi chạy qua, ôm Khang Duật và Cách. Tôi đã nói rồi, ai có thể địch lại hai cha con này. Cái này đúng là phúc hắc đại nhân và phúc hắc tiểu thần, song kiếm hợp bích thiên hạ vô địch. Ngoại truyện 2, 3 năm. Khang Duật ngồi ở khoang hạng nhất, máy bay đi Hamburg, Đức. Máy bay còn chưa cất cánh, gần đó là cửa thoát hiểm đóng chặt. Nhớ tới bộ dạng nước mắt lưng tròng của Miểu Miểu trước khi đi, trong lòng hắn liền chua xót, thật muốn lao xuống không đi nữa. Nhưng cơ hội chỉ có lúc này, hắn nhất định sẽ nhịn được. Ngón tay hung hăng nắm chặt kế vị của tay ngồi, giống như làm như vậy có thể trói hắn lại, sẽ không làm cho hắn vì xúc động mà bỏ lỡ cơ hội này vậy. Tiếp theo, hắn lấy một tấm ảnh từ trong túi áo, thật quý trọng vuốt ve người trong ảnh, chua xót thấp giọng lẩm bẩm: 3 năm, Miểu Miểu, chỉ 3 năm. Máy bay rốt cuộc cất cánh, đầu tiên bay tới Frankfurt, sau đó chuyển cơ. Thời gian bay là 14 tiếng đồng hồ. Cho dù là máy bay của hãng LTU, ghế ngồi có rộng rãi đi chăng nữa, thì sau khi ngồi 5-6 tiếng cũng không ngồi nổi nữa. Lôi Kiều rất hiếu động, thời kỳ 18 tuổi, căn bản không ngồi yên được, liền muốn tìm Khang Duật nói chuyện phiếm. Hắn giống Khang Duật tham gia vào trận đấu ở Thượng Hải, sau đó qua được các cửa, tiến vào phòng phỏng vấn của tổng tài, cuối cùng trổ hết tài năng, cùng Khang Duật, Trần Húc thành 3 người có thể đi Hamburg để nhận huấn luyện chính thức. Hắn đặc biệt có hảo cảm với Khang Duật, ngoại trừ đều là người Đông Bắc ra, chính là ở cửa cuối cùng của tổng tài, hỏi bọn họ vì sao làm phi công thì Khang Duật trả lời, thật sự rất sâu sắc, rất nghiêm túc. Hắn đẩy Khang Duật đeo tai nghe, không biết đang nghe gì, cười vô cùng vui vẻ, hoàn toàn không có cảm giác như đang ngồi máy bay. Lôi Kiều nhịn không được lấy tai nghe ra, nhét vào tai mình. Cậu cười vui vẻ như vậy, để cho mình nghe nữa. Khang Duật không kịp phản ứng lại, liền bị hắn cướp tai nghe đi. Trong máy phát ra một đoạn hội thoại của một thiếu niên và một cô gái. Miểu Miểu, thật nguyện ý gả cho mình, xác định không hối hận. Xác định không hối hận, gả cho cậu, ai sợ ai? Không nói dối. Tuyệt đối không, ai nói dối, ai là con rùa rụt cổ. Đoạn hội thoại này không ngừng lặp lại, không còn cái gì khác. Lôi Kiều trợn to mắt nhìn Khang Duật. Cậu đừng nói cho mình là nãy giờ cậu đều nghe cái này. Ngồi suốt 5-6 tiếng rồi, cậu không chán hả? Khang Duật đen mặt, vươn tay đưa mình. Lôi Kiều rụt cổ, gỡ tay nghe ra trả hắn. Keo kiệt, nghe một chút thì sao? Một lúc sau lại vô cùng tò mò hỏi: cô bé đó là cô vợ mà cậu nhắc tới trước mặt tổng tài hả? Khang Duật gật đầu xem như trả lời. Có xinh đẹp không? Quen biết hồi nào? Người nơi nào? Có tới tiễn cậu không? Khang Duật là người cuối cùng lên máy bay, thậm chí thiếu chút nữa là bị muộn, cho nên Lôi Kiều và Trần Húc cũng chưa gặp Miểu Miểu. Liên tiếp những câu hỏi được đặt ra cũng không thấy Khang Duật trả lời, chỉ thấy hắn chỉnh lưng ghế dựa cho thoải mái, nằm xuống, còn tính đi ngủ nữa. Lôi Kiều không hề biết rằng đây là người ta không để ý tới hắn, tiếp tục hỏi: chúng ta đi 3 năm, không sợ tới lúc đó người ta bị thằng khác bắt cóc hả? Khang Duật nghe xong cứng đờ, thật đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt đen thui thùi lùi, một cỗ tức giận như người ta chọc trúng chỗ đau, rống lên một tiếng: câm miệng! Một tiếng này, ngoại trừ phi công trong khoang điều khiển, tất cả mọi người trên máy bay đều nghe được. May là bọn họ ngồi khoang hạng nhất, chỉ có tiếp viên hàng không lại xem có chuyện gì xảy ra. Lôi Kiều bị hắn giống một tiếng hết hồn, biết miệng: làm gì hung dữ vậy? Không phải hỏi chút thôi. Khang Duật mặc kệ hắn, tiếp tục nằm xuống, quay lưng về hắn ngủ. Lôi Kiều thật không thú vị, liếc nhìn hắn một cái, đành phải phát ra thỉnh cầu nói chuyện phiếm với Trần Húc cùng tuổi ngồi trước mặt hắn. Đáng tiếc, lúc người ta đang ngủ say sưa, lại bị tiếng giấm của Khang Duật đánh thức, nhất thời không biết chính mình đang ở chỗ nào. Đợi tới khi biết được mình đang ở trên máy bay, có chút không biết làm sao, vẻ mặt vô cùng dại ra. Một lát sau hắn bạo phát: Mẹ, tao không đi nữa, tao không đi Đức nữa, thả tao xuống, thả tao xuống. Cả Hoàng Hạc Nhất náo loạn thành một đống, chỉ có mình Khang Duyệt chuẩn định nằm ở một mình, đeo tai nghe, vẻ mặt tươi cười. Sau khi tới căn cứ hàng không của hãng LTU, Khang Duyệt gặp được thần tượng của mình, phi công hạng nhất thế giới, ngài Hoắc Nhĩ Tư, Thiết Nhĩ Kim Tư, Lý Lai Đức. Nhất thời một trận kích động, nhưng mà cho dù hắn có kích động hơn đi nữa thì cũng sẽ không nhào lên giống Lôi Tiêu và Trần Húc như vậy, vừa muốn xin chữ ký, vừa muốn chụp hình chẳng hạn. Cùng lắm chỉ gật gật đầu hỏi han ân cần một chút, nhìn nhiều hơn một chút là xong. Ở cùng với ông ta 3 năm, nếu đem toàn bộ kích động xài hết trong một lúc, tới lúc đó lại chả thú vị gì. Nhìn người ta mới vài ngày, hắn đã cảm thấy thật chán, nhưng mà cũng không sao, chủ yếu là hắn tới học kỹ thuật. Công ty hàng không LTU phúc lợi rất tốt, cho dù là nhân viên huấn luyện, cũng có phòng ngủ cá nhân, mỗi tháng còn có tiền lương khoảng 150 đô la Mỹ, ăn uống còn không tốn tiền của chính mình, vì có nhà ăn cho nhân viên. Ngày hôm sau, Khang Duyệt tới Hamburg, thừa dịp buổi tối không cần huấn luyện, lấy cớ đi dạo xung quanh một chút, chạy vội tới một tiệm chụp ảnh, phòng tấm hình của Miểu Miểu tới cỡ to nhất. Đợi 1 giờ, hắn lật đà lật đật, cầm tấm ảnh to ít nhất 40 tấc về phòng, xé giấy bao đi, sau đó treo ngay đầu giường. Vừa treo xong, nhất thời tâm trạng vô cùng sảng khoái, ngồi nhìn chằm chằm không rời tấm hình. Như vậy còn chưa đủ, còn leo lên giường, hung hăng hôn mấy cái với cái miệng nhỏ nhắn trên tấm hình. Thỏa mãn, hắn mới tắm rửa đi ngủ. Huấn luyện bắt đầu lúc 5 giờ sáng, đầu tiên là huấn luyện thể lực. Đừng tưởng rằng phi công chỉ cần biết lái máy bay là xong, thể lực cũng rất quan trọng. Cho dù là sức chịu đựng, lượng hô hấp, lực cánh tay, sức nắm hay là lực của bàn chân đều nằm trong nội dung huấn luyện. Sau khi tập thể lực buổi sáng xong, 7 giờ bắt đầu dùng bữa sáng. Sau khi ăn sáng xong, nghỉ ngơi 1 giờ, 8 giờ bắt đầu học lý thuyết. Dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Hễ là thiếu niên mơ ước làm phi công đều biết, muốn làm phi công, điều kiện hàng đầu chính là tiếng Anh lưu loát. Nó là ngôn ngữ thông dụng nhất trên thế giới. Các chuyên gia trạm không lưu tuyệt đối sẽ không nói tiếng mẹ đẻ với bạn, ngay cả lệnh cũng hô bằng tiếng Anh. Nếu một người muốn học một ngoại ngữ, biện pháp nhanh nhất chính là đưa người đó tới giữa hoàn cảnh của ngôn ngữ đó. Chưa tới nửa năm, khẩu ngữ của người này sẽ giống như tiếng mẹ đẻ vậy. Vì vậy, trong thời gian huấn luyện, hầu như bọn họ đều nói tiếng Anh với nhau, tiếng Trung rất ít xuất hiện. 12 giờ trưa là giờ ăn trưa, cũng ăn trong 1 tiếng, ăn xong còn có 1 tiếng nghỉ ngơi. Buổi chiều 2 giờ liền bắt đầu tiếp xúc cabin mô phỏng. Giờ ăn tối là 7 giờ, ăn cơm xong sẽ không còn việc gì nữa, thuộc thời gian tự do. Mấy ngày đầu huấn luyện, bọn họ đều ăn không tiêu. Hơn nữa, việc huấn luyện thể lực buổi sáng khiến bọn họ y như lính đánh thuê, cả người đau nhức, có đôi khi không đứng thẳng được. Tuy nhiên, người trẻ tuổi có thể chịu được huấn luyện 1 tháng, bệnh gì cũng hết, có thể chạy, có thể nhảy. Hơn nữa, buổi tối còn có thể đi sàn nhảy, buổi sáng lại dậy lúc 5 giờ như bình thường. Không thể cảm thán một câu, tuổi trẻ thật tốt. So sánh với hành vi tới buổi tối liền điên cuồng của Trần Húc và Lôi Kiều, cuộc sống của Khang Duyệt buồn tệ như một ông cụ non. Cho dù trưởng thành rồi, hắn cũng không uống rượu, sàn nhảy, rượu chè, toàn bộ miễn, một mực không tham gia. Tiền lương được phát, hắn cũng lưu cho mình 1/3, còn lại toàn bộ thông qua ngân hàng, gửi cho mẹ già ở Phụ Thuận. Lôi Kiều vì vậy từng cười nhạo Khang Duyệt, tuy nhiên rất nhanh liền trả giá đắt. Trên thực tế, kể từ khi huấn luyện bắt đầu, Lôi Kiều đã từng bị Khang Duyệt chỉ quá. Ngay cả chính hắn cũng không biết chọc tới Khang Duyệt hồi nào. Hắn đương nhiên không biết, nếu hắn biết, lúc ở trên máy bay, tuyệt đối sẽ không nói câu kia. Không sợ tới lúc đó, bạn gái cậu bị thằng khác bắt cóc hả? Khang Duyệt nham hiểm đến mức có thể giết người mà không ai biết. Có một lần, vào giờ cơm trưa, Lôi Kiều trong lúc huấn luyện phạm vào một lỗi, bị huấn luyện viên giữ lại. Cho nên qua giờ cơm trưa, lúc vào tới nhà ăn, thời gian cấp cơm đã qua, cái gì cũng không còn. Khang Duyệt biết Lôi Kiều không ăn được hải sản, mỗi lần ăn chắc chắn sẽ tiêu chảy. Lúc này, Lôi Kiều đã đói tới mức bụng kêu rột rột. Khang Duật xuất hiện, thực tốt bụng đưa cho hắn một cái bánh cà ri bò mà hắn thích nhất. Lôi Kiều rất cảm động, không nghĩ ngợi gì liền ăn. Làm sao mà biết được trong cái bánh đó bỏ thêm vài thứ, ở trong đó có cá, vị cà ri lại nặng. Hắn căn bản phân biệt không được, lại phân biệt không được cá và thịt bò. Tuy nhiên 13 giây, bụng hắn liền nổi lên phản ứng, buộc lòng phải chạy như điên vào WC. Quá gấp gáp, cũng không thèm xem có giấy vệ sinh hay không, đặt mông ngồi xuống, giải quyết vấn đề trước rồi nói sau. Kết quả, sảng khoái xong mới phát hiện không có giấy vệ sinh. Khang Duật thật hợp thời đưa một cuộn giấy cho hắn, hắn bất người tiếp nhận đi chùi. Chùi xong, một trận cay nồng truyền khắp toàn thân, làm cho hắn ngay cả đi đường cũng giống như chịu khổ hình. Kinh khủng nhất là lúc hắn cay tới mức không ngồi được, Khang Duật cười vô cùng nham hiểm đi ngang qua, làm cho hắn nổi cả da gà. Trần Húc cũng từng bị Khang Duật trả thù, kết cục còn thảm hơn Lôi Kiều. Hắn chẳng qua chỉ là sau khi nhìn thấy ảnh chụp của Miểu Miểu, đánh giá một câu: cô bé này rất bình thường à. Liền vào buổi tối lúc đi toilet, vẫn là trong tình huống vô cùng khẩn cấp như vậy, như thế nào cũng không cởi được dây lưng, nên đến cực hạn, nhịn không được nữa, sau đó là văn chương trôi chảy. Đi tiểu còn không sao, lại chéo ngoe đúng lúc đi đại tiện, làm cho hắn vốn ngượng ngùng, ngồi trong WC một đêm, không dám đi ra. Khủng bố, thật sự là rất khủng bố. Vì vậy, bọn hắn học xong, thế nào là làm một con người. Những ngày huấn luyện bọn họ trải qua thật sự rất thê thảm, cũng giận mà không dám nói gì, bị Khang Duật chèn ép như nô bộc. Trong ký túc xá, mỗi phòng ngủ đều có điện thoại, có thể gọi đường dài, nhưng mà chi phí tự mình trả, vì phí gọi quốc tế rất đắt, bọn hắn cũng không dám gọi, trừ phi thật sự nhớ nhà mới có thể gọi khoảng 1 phút. Trong phòng Khang Duật đương nhiên cũng có điện thoại, nhưng hắn chưa bao giờ gọi điện thoại trong phòng của mình, tất cả đều đến phòng bọn hắn gọi, một lần gọi chính là nửa tiếng. Hơn nữa, khi gọi số ở Thượng Hải thì chưa tới 45 phút, tuyệt đối sẽ không gác máy. Có một lần, Trần Húc nhịn không được, liền hỏi Khang Duật: sao cứ tới phòng mình với Lôi Kiều gọi vậy? Hắn đáp lại bằng một nụ cười thật tươi, một nụ cười âm hiểm đầy khủng bố. Hôm sau, lúc hắn đang tắm rửa thì hết có nước nóng. Lúc đó là giữa mùa đông, bọt xà phòng trên người hắn còn chưa sạch sẽ đâu, trong mắt đều là dầu gội đầu, làm cho mắt hắn ngày hôm sau đỏ bừng. Trần Húc sợ hết hồn, sau này rốt cuộc không dám hỏi nữa. Mãi cho tới khi bọn họ đều tự mua điện thoại di động rồi, hiện tượng này mới chuyển biến tốt đẹp. Ngoại trừ lúc huấn luyện phải tắt điện thoại, thời gian khác Khang Duật đều cầm điện thoại gửi tin nhắn. Mỗi khi gửi xong một tin nhắn, hắn liền mừng rỡ y như ăn mật vậy. Nếu nhận được nhiều tin nhắn, tâm trạng trong ngày hôm đó sẽ vô cùng tốt. Đùa với hắn một chút, chỉ cần không có gì quá kiêng kỵ, hắn đều cho qua. Nếu tin nhắn ít, hoặc là rõ ràng không có, tâm trạng hắn liền đặc biệt kém. Sau đó, cho dù không nói chuyện với hắn, hắn cũng có cách làm cho mình phạm lỗi, làm cho mình bị trả thù. Trần Húc và Lôi Kiều từng một lần xúc động muốn đứng ngay đường băng để máy bay đâm chết đi cho rồi. Đang lúc nghĩ như vậy, tổng tài LTU tới đây, tới xem tiến độ huấn luyện của bọn hắn. Khang Duật cuối cùng cũng thu liễm một chút. Vị tổng tài này không chỉ tự mình tới, còn mang theo cậu con trai mà mình yêu thương nhất là Leo Carter, một cậu thiếu niên còn nhỏ tuổi hơn Lôi Kiều và Trần Húc. Nguyên tưởng rằng loại công tử nhà giàu này nhất định sẽ rất khó hầu hạ, lại tương phản là Leo rất hòa đồng, rất nhanh liền chơi thân với bọn họ, lúc đi chơi không khác gì bạn thân. Giấc mộng của hắn cũng là làm phi công, cũng rất có điều kiện thực hiện, vì vậy liền huấn luyện cùng bọn họ. Tổng tài vì con mình cũng ở căn cứ hàng không mấy tháng. Trong lúc này đã xảy ra một chuyện thú vị, chính là họ của Khang Duật. Ngay từ đầu, không ai biết hắn họ Ái Tân Giác La. Lúc tuyển chọn hắn, hắn cũng ngại phiền toái, viết 2 chữ Khang Duật ngay trên bảng báo danh. Lúc ấy nhận tư liệu là người Trung Quốc, nhìn qua chứng minh của hắn cũng thất kinh một chút với họ Ái Tân Giác La này, cũng không nói nhiều hay có phản ứng gì. Cũng là để bớt việc, trên ô chứng minh cũng ghi 2 chữ Khang Duật. Lúc bay tới Đức, việc đặt vé máy bay có trục trặc, cuối cùng vé máy bay do chính bọn hắn đặt. Tới Đức, công ty mới trả tiền, cho nên cũng không biết họ của hắn. Chính hắn tới giờ cũng chưa nói qua mình họ ái tên Giác La, tên là Khang Duật, tất cả mọi người đều nghĩ hắn họ Khang. Chỉ tới khi tổng tài đưa bọn họ đi nghỉ phép ở Hawaii, thì họ của Khang Duật ở trên hội chiếu lộ ra. Vị tổng tài này là một người mê Trung Quốc, biết họ của hắn là Ái Tân Giác La, nhất thời kích động như động kinh. Người ngoại quốc chính là như vậy, đối với người của hoàng gia, mặc kệ có xuống dốc hay không, đều đối xử bình đẳng. Huống chi dòng họ Ái Tân Giác La này trong lịch sử cũng có tiếng tăm lừng lẫy. Trong mắt tổng tài, Khang Duật cùng cấp bậc với thành viên trong hoàng gia Anh Quốc. Nghĩ tới tương lai sẽ có một thành viên hoàng gia lái máy bay cho công ty ông ta, lại kích động không chịu được. Cuối cùng còn phi thường nhiệt tình truy hỏi tổ tiên hắn là vị nào. Khang Duật bị ép hỏi không có cách nào khác, liền nói cho ông ta hắn là hậu duệ của hoàng thân. Nói cách khác, nếu Triều Thanh còn tồn tại, hắn chính là một vị vương gia. Bởi vì vương gia dùng tiếng Anh mà nói chính là could be same level with you, vì vậy cuối cùng liền đơn giản hóa thành do. Cái này liền thành tên tiếng Anh của hắn. Khang Duật biết chính mình tự dưng bị lấy cái tên Diu thành tên tiếng Anh, mặt nói thối bao nhiêu là thối bấy nhiêu. Cái tên này quá xến. Sau khi Lôi Kiều và Trần Húc biết, căn cứ vào niềm tôn kính đối với hắn, cũng liền đổi giọng gọi hắn là vương gia bằng tiếng Trung. Hắn nhưng lại có vẻ thích tên vương gia, có lẽ là do bị kêu từ nhỏ. Cứ như vậy ngày qua ngày, có một ngày Khang Duật nhận được tin nhắn Miểu Miểu gửi, trên đó viết: Duật, em mua máy tính, em có máy tính, số QQ của em là... Khang Duật vui tới mức giống như sắp điên. Hắn đã sớm dùng máy tính, nhưng mà lúc này trong nước tuy rằng đã thông dụng máy tính, nhưng giá cả lại đắt như xa xỉ phẩm vậy. Nếu Miểu Miểu nói có máy tính, cái này nghĩa là hắn có thể nhìn Miểu Miểu rõ rành rành rồi. Đêm đó, Khang Duật không thèm ăn tối, lật đà lật đật chạy về phòng ngủ, mở máy tính lên, thêm bạn, sau đó xác nhận, rất vui mừng thấy được ngày nhớ đêm mong, Âu Dương Miểu Miểu. Lúc này, chất lượng webcam rất thấp, vừa tối lại nhòe, chỉ có thể thấy khuôn mặt tươi cười của Miểu Miểu. Khang Duật đã rất thỏa mãn, trước tiên là chụp lại. Đối với tấm hình nhìn không quá rõ ràng, chỉ có thể nhìn ra được khuôn mặt Miểu Miểu kia, nhìn suốt một đêm. Vì vậy, một thời gian sau đó, vừa đến buổi tối, Khang Duật liền nhốt chính mình vào trong phòng, chat webcam với Miểu Miểu. Miểu Miểu, đại học vui không? Ừ, quen được mấy người bạn tốt. Khang Duật nhíu mày. Nam hay nữ? Miểu Miểu đang ăn kem. Nữ. Đôi mày của Khang Duật buông lỏng ra. Nữ là tốt rồi, nữ là tốt rồi. Vẻ mặt Miểu Miểu mờ mịt. Lại có một lần, Miểu Miểu mở webcam ra đi làm việc khác. Khang Duật đợi thật lâu cũng không thấy Miểu Miểu tới, vì vậy điên cuồng ấn boost trên QQ. Kết quả lại gọi tới Diễm Diễm. Miểu Miểu đâu? Mặt Khang Duật thối hoắc, nghiêm hỏi. Diễm Diễm trả lời: Anh rể, chị em tạm thời không rảnh trả lời anh. Khang Duật khó chịu chau mày lại. Có ý gì? Diễm Diễm cười xấu xa. Chị đã yêu một tên khác. Khang Duật bật mạnh dậy từ ghế, gầm rú một trận với máy tính. Là thằng nào? Diễm Diễm bị hắn dọa tới bởi thốt lên: Kudo Shinichi. Lại còn là người Nhật Bản nữa. Lúc này tiếng nói của Miểu Miểu vọng ra: Khang Duật, thật xin lỗi, em mải lo xem phim hoạt hình. Khang Duật sửng sốt một chút. Miểu Miểu bắt đầu nói ảo ảo: Ừ, là một bộ phim hoạt hình trinh thám, tên là Thám Tử Lừng Danh Conan. Shinichi Kudo ở trong đó, thật là đẹp trai muốn chết. Lúc này Khang Duật bình tĩnh lại, thả máy tính lại trên bàn. Miểu Miểu còn đắm chìm trong sự si mê với hoạt hình, thao thao bất tuyệt, người ta tốt cỡ nào, lợi hại cỡ nào, thần kỳ cỡ nào. Khang Duật bốc lửa hừng hực, giống lên một tiếng: Câm miệng! Miểu Miểu bị dọa tới, hoảng sợ nhìn hắn. Đối diện vài giây sau: Duật, sao anh lại giận? Tiếng nói ngọt ngào của Miểu Miểu vang lên, vẻ mặt cũng là điềm đạm đáng yêu. Khang Duật vốn muốn tắt webcam, không để ý tới Miểu Miểu. Chính là vẻ mặt của Miểu Miểu thật sự rất mê người, nhịn không được lại chụp lại, lưu vào máy, tiếp tục lưu. Cứ như vậy, Khang Duyệt cảm thấy mỗi ngày cũng dễ dàng hơn, rảnh rỗi liền chat webcam với Miểu Miểu. Nhưng mà có đôi khi, vì Miểu Miểu phải học thi, hắn chỉ có thể chịu đựng không gặp mặt với Miểu Miểu. Vào những lúc như thế này, tâm trạng hắn đặc biệt thối tới mức không xem ai thuận mắt, cho dù con của tộc tài cũng không để mặt mũi. Leo lại không xem sắc mặt của người ta chút nào, cũng không biết có phải tộc tài bảo vệ hắn quá tốt hay không. Tính cách của hắn tùy hứng y như con nít vậy. Có một lần, hắn nặng nặc kéo Khang Duyệt đi uống bia. Người Đức thích uống bia với giò heo, bia là nốc từng ly, giò heo thì nhai tới mức vỡ bụng. Khang Duyệt vốn không để ý tới hắn, nhưng lại nghĩ thấy, Miểu Miểu gần đây lo học thi, phải một tuần không thể gặp hắn liền buồn bực, cũng muốn uống rượu. Còn nữa, máy tính của hắn có chút vấn đề, cứ treo máy mãi, không biết có phải do dùng nhiều lắm hay không, làm cho hắn vô cùng buồn bực. Lúc đi ra ngoài, Leo rất kém, uống mới chút xíu liền say, say còn chưa tính, còn chọc tới một đám lưu manh người địa phương. Ở nước ngoài, dùng súng là hợp pháp, một vụ nổ súng giết người vì khó chịu là vô cùng bình thường. Hắn chọc ai không tốt, lại chọc chúng một đám vô cùng hung ác, kết quả bị người ta đuổi giết. Leo say quắc cần câu, lúc bị đuổi giết rất không hợp tác, làm Khang Duyệt rất tới mức muốn bỏ hắn lại luôn. Nhưng mà nghĩ lại, nếu như hắn chết, phỏng chừng chính mình cũng không có ngày lành, không thể không mang theo cục nợ đó chạy trối chết. Đối phương cũng nổi giận, nổ súng tùm lum, đạn lạc trúng ngay tay Khang Duyệt. Cũng may lúc đó người qua đường nhìn thấy, đúng lúc báo cảnh sát, nếu không hắn thật sự chết. Hắn được đưa tới bệnh viện gần nhất chữa trị, tổng tài rất nhanh đuổi tới, vừa cảm ơn vừa xin lỗi hắn. Điều đó là đương nhiên, hắn bị thương nhưng con ông ta cũng đi lại không có việc gì, còn say bí tỉ, thấy thế nào cũng giống như cứu con ông ta. Tổng tài vô cùng cảm kích hắn, liền hỏi hắn muốn báo đáp như thế nào. Trong mắt Khang Duyệt chuyển một vòng. Phiền toái ngài lắp đặt cho tôi một dàn máy tính xịn nhất là được. Tổng tài lại cảm động hơn, cứu con ông ta lại chỉ cần báo đáp như vậy, hảo cảm đối với Khang Duyệt lại tăng lên n lần. Sau khi Khang Duyệt ra viện, Leo liền quấn quýt hắn hơn, quả thực xem hắn như anh em, là huynh đệ, đi chỗ nào đều kêu hắn đi theo, nghĩ có quan hệ tốt với hắn sẽ có ưu đãi nhiều hơn. Khang Duyệt cũng không so đo. Hơn nữa, tên này đúng là có chỗ đáng yêu, đủ khờ khạo, đủ ngây thơ, không hề giống người trưởng thành. Quan trọng nhất là, hắn là người duy nhất thấy ảnh chụp của Miểu Miểu sẽ không nói ra lời nào chói tai. Chỉ vì lý do cuối cùng mà Khang Duyệt chưa bao giờ gài hắn. Thời gian qua thật nhanh, đảo mắt sắp 3 năm, chỉ hơn một tháng nữa hắn có thể về nước. Tâm trạng của hắn lại tốt hơn, mỗi ngày vẻ mặt đều vô cùng vui vẻ. Lúc này, chương trình huấn luyện cũng đã chấm dứt, hắn nghênh đón kỳ thi lấy chứng chỉ cần đậu, hắn liền có thể trở thành phi công thực tập, trở lại Thượng Hải gặp Miểu Miểu. Kỳ thi thật thuận lợi, ngay cả thần tượng của hắn, vị phi công hàng đầu kia cũng khen hắn không dứt lời, hết thảy đều trong bàn tay hắn. Hắn gọi điện thoại cho mẹ trước, chỉ báo bình an, vừa định gọi cho Miểu Miểu, liền thấy một người phụ nữ mặc đồ hồng đi tới. Hắn biết cô ta, thư ký của tổng tài, một người dề già. Cô ta tựa hồ có ý tứ đặc biệt với hắn, không phải đá lông nheo thì là xoay eo, xoay mông, lấy ánh mắt của đàn ông. Cô ta đích thực là một vưu vật, thành thục, gợi cảm, nóng bỏng, một người có đủ tiêu chuẩn hồ ly tinh. Khang Duyệt làm như không nhìn thấy, trực tiếp còn muốn chạy, cô ta ngăn hẳn lại. Hi, dude. Hắn vì lễ phép gật gật đầu, xẹt qua cô ta cái, tiếp tục đi. Cô ta lại đi lên cản, lại còn cởi áo cỡ lớn, làm tư thế lộ ra một màng ngực lớn, thậm chí còn ngạ ngớn dùng ngón tay sờ sờ cằm hắn. Khang Duyệt nhíu mày. Đẹp trai, anh cũng sắp đi rồi, không muốn phong lưu một chút sao? Có một số người phụ nữ, cho dù là lúc dụ dỗ đàn ông đều vô cùng mê hoặc như vậy, sẽ không làm cho người ta cảm thấy thấp hèn. Khang Duyệt nhìn chằm chằm ngực cô ta, cô ta nghĩ hắn si mê tư thế của mình, càng kéo thấp áo xuống. Ai ngờ Khang Duyệt cười lạnh một tiếng. Thật có lỗi, khẩu vị của tôi không nặng, không có hứng thú với bò sữa. Đồ đỏ lập tức biến sắc. Khang Duyệt mỉm cười thật lễ độ, nói: Tôi thấy cô nên từ chức đi, nồng chạy sữa càng thích hợp với cô hơn. Nói xong, lật đật bỏ chạy. Đồ Đỏ giận tới mức mũi cũng sắp méo qua một bên, sải đôi giày cao gót khoảng 7 tấc rời đi. Quay lại phòng ngủ, Khang Duyệt liền gửi tin nhắn cho Miểu Miểu. Miểu Miểu, bây giờ anh rảnh, chat webcam. Trả lời hắn lại là: Webcam hư rồi, đang sửa, quy quy. Hắn ngại quy quy phiền toái, trực tiếp gọi điện thoại qua. Lập tức có người bắt máy, tiếng nói ngọt ngào lại hơi trầm đục của Miểu Miểu vang lên: Duyệt. Sao giọng nói nghe nghẹn nghẹn vậy, bị cảm? Cho dù là một chữ, hắn cũng nhận ra tiếng nói của Miểu Miểu khác biệt. Có chút. Miểu Miểu trả lời. Có nặng không, uống thuốc chưa, uống nhiều nước vào. Lời dặn dò liên tiếp rất nhanh nhả ra từ miệng hắn. Không sao hết, uống thuốc rồi, cũng uống nhiều nước rồi. Miểu Miểu từ từ trả lời từng cái. Hắn ngồi trên giường, an tâm gật gật đầu. Ừ, vậy mới được, đừng mất ăn mất ngủ xem phim hoạt hình, sức khỏe em vốn không tốt lắm. Anh chừng nào về? Miểu Miểu đột nhiên hỏi. Ngày 7 tháng 8, 8 giờ 15 phút tối tới Thượng Hải, cửa ra số 1, sân bay Phổ Đông, chuyến bay 3846 của hãng LTU. Từ từ, nói chậm một chút để em ghi lại đã. Nhớ cái gì, trước khi anh lên máy bay sẽ gửi tin nhắn cho em. Em dám không tới đón anh hả? Hừ hừ. Hắn thích bộ dạng sốt ruột như vậy của Miểu Miểu, ngả người ra sau, nằm trên giường cười thật tươi. Nói cho bác Trầm chưa? Miểu Miểu lại hỏi. Nói rồi, anh kêu bác ấy ngày đó tới đón em, để em khỏi mơ hồ tìm không được chỗ. Hắn còn không biết Miểu Miểu sao, sống tới bây giờ cũng chỉ đi tới sân bay lần tiện hắn đi Đức, kêu Miểu Miểu một mình tới đón hắn, hắn cũng thật sợ đánh mất luôn. Duyệt, lần này anh về, không đi nữa chứ? Giọng nói của Miểu Miểu mang theo một chút khẩn cầu. Anh về sẽ bắt đầu nhận nhiệm vụ bay, phải thực tập 3 năm, nếu được chuyển lên chính thức, anh sẽ xin ở lại Thượng Hải nhận nhiệm vụ. Yên tâm đi, ngoan ngoãn chờ anh về. Ừ, em vốn ngoan ngoãn chờ anh về mà. Tiếng nói giống như em bé ngoan của Miểu Miểu làm cho Khang Duyệt đang nằm trên giường thích thú tới mức cười phá lên. Rồi đột nhiên Miểu Miểu hơi nức nở nói: Duyệt, em nhớ anh. Khang Duyệt cứng đờ, vội vàng bật dậy. Miểu Miểu khóc sao? Hắn có vẻ vô cùng khẩn trương lại đau lòng, lập tức buông di động mở máy tính ra. Nhớ tới Miểu Miểu nói webcam hư, hắn lập tức gõ số quy quy của Diễm Diễm. Diễm Diễm vừa vặn đang ở trên mạng. Anh rể, anh tìm em làm gì? Hắn phát ra yêu cầu chat webcam, Diễm Diễm không thèm để ý, lập tức ấn từ chối. Hắn không nhụt chí, lại tiếp tục ấn một cái. Webcam vừa hiện ra, Khang Duyệt liền quát: Kêu chị em lại đây. Mặt Diễm Diễm đen thui, vì sợ tính cách hung ác lại vô cùng nham hiểm của hắn, không dám chọc vào, đành phải kêu to về phía phòng ngủ của Miểu Miểu: Chị, nói với anh rể, em cũng có không gian cá nhân, máy tính của em là vật phẩm cá nhân, không phải công cộng. Rất nhanh, Miểu Miểu hốt ha hốt hoảng xuất hiện trong webcam. Miểu Miểu không khóc, trong lòng hắn dễ chịu một chút, lại nhìn đến cái mũi sưng lên còn bịt bông tai kia của Miểu Miểu thì lập tức nổi giận. Kẻ lừa đảo này, nói cái gì webcam hư, thì ra là lừa hắn. Hắn nhất thời phát ra một tiếng hét to: Mũi em bị gì vậy? Miểu Miểu ngồi trên ghế, lắp bắp nói: Bốc hỏa. Bốc hỏa mà mũi sưng như vậy hả? Hắn tức giận tới mức sắp vỡ mạch máu. Sao cô ấy lại không chịu chăm sóc chu đáo cho chính mình vậy? Không nói cái này nữa, sao tự nhiên làm phiền Diễm Diễm vậy? Miểu Miểu ngắt lời hắn. Khang Duyệt thở dài, biết Miểu Miểu không khóc, hắn đúng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không phải nói nhớ anh sao? Bây giờ anh để em xem cho đã, cũng để anh xem em có khỏe không, đỡ để anh phạm lỗi lúc tập luyện. Miểu Miểu vội vàng lắc đầu. Hắn nhìn thấy Miểu Miểu trên webcam, vừa nhìn thấy cô, có đôi khi dù tức giận cũng giận không lâu được. Nghĩ đến Miểu Miểu nói nhớ hắn, trong lòng hắn vừa chua xót lại vừa ngọt. Nhìn thấy anh còn khó chịu sao? Miểu Miểu lắc đầu. Giơ tay ra đi, hắn nói. Sao vậy? Miểu Miểu có vẻ thật nghi ngờ. Hắn nói dịu dàng. Cho em sờ sờ anh. Miểu Miểu sửng sốt một chút. Lát sau bàn tay nhỏ bé liền sờ sờ trên màn hình. Phan Duyệt thấy ngón tay non mịn của cô ở trên màn hình rõ ràng như vậy. Thật hận không thể xuyên qua màn hình, tự mình cảm thụ Miểu Miểu. Còn 1 tháng 3 ngày nữa. 1 tháng 3 ngày nữa, em chỉ có thể sờ anh như vậy. Nhịn một chút, được không? Miểu Miểu nức nở. Ừ, hắn giận dữ nói. Cười một cái cho anh xem, để anh an tâm. Miểu Miểu nhếch môi muốn cười, chỉ có điều cười rất cứng ngắc, lại nhếch bông, mũi lại sưng, thật sự rất xấu. Chỉ có Khang Duyệt cảm thấy thật đáng yêu tới mức rất muốn ôm Miểu Miểu thật chặt. Còn 1 tháng 3 ngày đâu, hắn cần một thứ để ký thác, hắn nhấn nút chụp hình. Được, anh chụp lại, bộ dạng này của em ít nhất có thể làm cho anh cười 1 tháng. Hắn lưu lại, lưu trong tập tin có vô số hình ảnh của Miểu Miểu. Xì một tiếng, Miểu Miểu bật cười, vô cùng đáng yêu. Khang Duyệt lại chụp trộm lại. Ha ha ha, Miểu Miểu cười vô cùng vui vẻ. Khang Duyệt thấy được, cũng nhịn không được, cười rộ lên. Lúc này, loa máy tính vang lên tiếng giống giận sôi máu của Diễm Diễm. Hai người, đôi cẩu nam nữ này, em muốn đoạn tuyệt quan hệ với hai người. Khang Duyệt mới không thèm để ý, vẫn đang si ngốc nhìn khuôn mặt tươi cười của Miểu Miểu. Còn có 1 tháng 3 ngày. Ngày 8 tháng 7 năm 2002, 8 giờ 15 phút tối, máy bay Vững Vàng hạ cánh xuống sân bay quốc tế Phổ Đông, Thượng Hải. Khang Duyệt cơ hồ giống như là bay nhào ra ngoài máy bay, dọc theo đường đi, hắn như con chim nhỏ. Leo trở về cùng hắn đều đi theo không kịp, đành phải ở phía sau hô to. Điêu, chờ mình một chút. Làm sao còn bóng dáng hắn nữa? Lúc kiểm tra thì hắn nóng lòng tới mức muốn giết tất cả mọi người đứng ở phía trước hắn luôn. Nhanh lên nữa. Tới khi chính mình qua được hải quan kiểm tra, mời hắn ấn nút cho điểm phục vụ. Hắn không chút nghĩ ngợi, liền ấn nút, rất bất mãn. Ai bảo anh ta chậm chạp như vậy làm gì? Nhân viên hải quan vô cùng vô tội, vô cùng ai oán nhìn hắn. Hắn cười lạnh quay đầu bỏ đi. Ngay cả hành lý hắn cũng không muốn cầm, tính trực tiếp lao ra. Nhưng nghĩ tới quà tặng Miểu Miểu vẫn còn trong đó, tức giận đành phải đứng chờ lấy hành lý. Hành lý vừa cầm được, hắn liền chạy vội ra tới cửa, tầm mắt không ngừng tìm tòi bóng dáng ngày nhớ đêm mong trong đám đông. Miểu Miểu, em ở đâu? Em ở đâu? Tiểu thư, chỗ này không thể vào. Một nhân viên bảo vệ đột nhiên hô to lên một tiếng. Hắn lập tức nhìn về phía nhân viên bảo vệ, chỉ thấy Miểu Miểu dùng một cước liền đá văng nhân viên bảo vệ ra, sau đó nhào về phía hắn. Hắn kích động ném vali, mở hai tay ra. Miểu Miểu, may mắn em không bị người khác bắt cóc. Trái tim buộc chặt 3 năm, rốt cuộc vào giờ phút này thả lỏng. Ngoại truyện 3, Cách Cách và Phó Mã. Cách Cách 4 tuổi, chuyển lên học lớp trồi ở nhà trẻ. Năm nay trong lớp có một bạn mới, là một cậu bé con lai, xinh đẹp tới cực điểm. Tóc vàng mắt xanh, làn da trắng nõn, giống như búp bê vậy. Vì ba đổi việc, chuyển tới Thượng Hải, khéo một cái là ba của cậu bé cũng là phi công, lại là đồng nghiệp của Khang Duyệt. Tên tiếng Trung của cậu bé là Tề Dự, năm nay cũng được 4 tuổi. Mẹ là người Bắc Kinh, ba là người Thụy Điển. Điều thú vị là, mặc dù có khuôn mặt chữ điền của người phương Tây, nhưng lại không nói nửa câu tiếng Anh nào. Nguyên nhân là do tình yêu nhiệt tình văn hóa Trung Quốc của ba. Năm đó, ba Tề vì muốn học tiếng Trung nên xin công ty hàng không làm việc ở Bắc Kinh. Đợi tới khi nói tiếng Trung lưu loát rồi, gặp mẹ Tề, một cô gái hiền lành dịu dàng. Cũng may ba Tề biết nói tiếng Trung, không gặp cách biệt ngôn ngữ với mẹ Tề không biết tiếng Anh. Hai người rất nhanh sa vào bể tình, sau đó kết hôn. Năm sau, bạn Tề nhỏ liền ra đời. Ba Tề cho rằng tiếng Hán là ngôn ngữ khó học nhất trên thế giới này, nhưng lại là người mê Trung Quốc 10 phần, cho nên tên tiếng Trung của bạn Tề theo họ mẹ. Không chỉ vậy, ba Tề vì nói tiếng Trung quen luôn rồi, nên cũng không nói tiếng Anh với bạn Tề. Lại là phi công, phần lớn thời gian không ở nhà, mẹ Tề cũng không biết nói tiếng Anh. Vì vậy, bạn Tề chỉ biết nói tiếng Trung lưu loát, lại là giọng Bắc Kinh chuẩn. Tiếng Anh, phỏng chừng hắn còn không lợi hại bằng cách. Bé trai xinh đẹp luôn nổi tiếng, lại còn là con lai. Trong giây lát, liền đem vị trí xinh đẹp nhất lớp, vốn của cách đoạt đi luôn, trở thành tiêu điểm chú ý. Cách rất tức giận, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Có một lần, cách không cẩn thận, nhìn thấy bạn Tề xi xi. Khiếp sợ phát hiện, nửa người dưới của bạn Tề khác của mình. Nhưng mà, cách bình tĩnh, giả vờ như không thấy gì, thản nhiên đi ngang qua. Buổi tối, cách đi ăn cơm ở nhà bà ngoại. Bà ngoại là một bác sĩ pháp y. Trên tường trong thư phòng có một sơ đồ bộ phận cơ thể người. Trên đó có đánh dấu các bộ phận trên cơ thể người. Bé nhìn qua nhìn lại, chỉ một chỗ. Mẹ, chữ kia đọc là gì? Âu Dương Miểu cười sặc sụa ngay tại chỗ, bối rối nhìn chỗ tay con gái chỉ. Tại sao cái hình người này lại là nam, không phải là nữ? Tại sao con không chỉ chữ khác? Chẳng lẽ là do nhiều nét? Cách có tiếng truy hỏi sự việc kỹ càng. Thấy Miểu không nói lời nào, liền đi hỏi ông ngoại, hỏi bà ngoại, hỏi dì nhỏ. Tất cả mọi người lắc đầu y như động kinh, lại lắc đầu tiếp. Cuối cùng chịu không nổi, thống nhất dùng ánh mắt oán hận nhìn về mẹ Âu Dương. Mẹ Âu Dương không ngừng húp canh, ánh mắt cũng không dám nâng lên. Chỉ có Khang Duật thật trấn định, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, chậm rãi ăn cơm. Bà nói cho cách, chữ kia đọc là gì? Tất cả mọi người nín thở nhìn Khang Duật, chỉ thấy hắn ôm cách, liếc về phía sơ đồ kia, dùng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh, trả lời. Chim nhỏ. Mọi người ngồi xem, ngã xuống đất, không dậy nổi. Cách hiểu được, gật đầu, ôm cổ Khang Duật, hung hăng, hôn lên mấy cái. Vẫn là bà lợi hại nhất. Ngày hôm sau, Khang Duật bay đi Thụy Sĩ. Cách đi theo Miểu đi tới siêu thị gần nhà mua đồ ăn vặt. Thấy xe nhún ngay cửa siêu thị, loại bỏ 1 tệ vào sẽ nhún 3 phút, nhõng nhẽo quậy, đòi ngồi. Không được, hôm qua con ngồi rồi, hôm nay không ngồi nữa. Cách bĩu môi, vẻ mặt không vui, đột nhiên thấy bạn Tề cũng đi theo mẹ đi siêu thị. Bạn Tề còn rất vui vẻ, ngồi trên máy bay nhún. Trong lòng cách một trận ghen tị. Thừa dịp Miểu và mẹ bạn Tề nói chuyện, cách chạy đi qua. Bạn Tề chơi rất vui vẻ, còn kêu to. Bay a, bay a, bay a. Mắt cách chuyển nhanh như chớp, nở nụ cười như tiểu ác ma. Ê, heo ngoại. Đây là biệt danh cách đặt cho bạn Tề, bởi vì hắn cũng tuổi heo như cách. Bạn Tề kêu lên thật thân thiết. Cách, bạn cũng tới đây hả? Ừ, tới đây, đi với mẹ. Bạn tới chơi xe nhún đi. Bạn Tề chỉ một chiếc xe trống bên cạnh. Cách nhất thời bày ra vẻ mặt hoảng sợ, lắc đầu thật mạnh. Bạn Tề nghi hoặc. Sao vậy? Cách hoảng sợ nói. Bạn không biết hả? Mấy cái này không ngồi nhiều được, nếu không sẽ không có chim nhỏ. Bạn Tề là bé trai, đương nhiên biết chim nhỏ là gì, nhất thời mặt xanh lè, siêu vẹo leo xuống xe nhún, khóc òa lên chạy về phía mẹ. Cách cười xấu xa, tay giơ chân lên muốn leo lên xe nhún, nhưng mà quả lùn, không leo lên được, vì vậy hô to gọi mẹ Miểu. Mẹ, mau, ôm cách lên, xe còn đang nhún, còn nhún 1 phút nữa. Miểu ngã xuống đất, không dậy nổi. Lúc nghỉ hè, Khang Duật dẫn Miểu và cách đi Thái Lan, là phúc lợi của công ty. Cùng đi còn có bạn Tề và ba mẹ. Hai nhà nói chuyện rất vui vẻ, không chỉ đi Đại Hoàng Cung, còn đi xem gay biểu diễn. Vì chỉ có 2 đứa con nít là cách và bạn Tề, cho nên tình cảm 2 đứa nhất thời tăng vọt. Lúc khai giảng, cách và bạn Tề đang nghịch cát. Cách nói với bạn Tề. Nhìn cả nhà trẻ, chỉ có mình bạn giống cừu trắng xinh đẹp. Bạn Tề trả lời. Cách, cừu trắng xinh đẹp là con gái. Cách bị sặc. Tuy rằng cách thích xem phim hoạt hình, cừu trắng xinh đẹp và sói xám, nhưng không hiểu rõ lắm những nhân vật trong phim. Vì vậy, nhân vật cách thích nhất không phải cừu trắng, mà là một con sói cái trong phim, sói hồng. Sói hồng là nhân vật nổi bật trong cừu xinh đẹp và sói xám. Vì nó là vợ sói xám, có chủ nghĩa trọng nữ rất mạnh, không cho phép một người nào khác trong nhà cầm quyền, thói quen dùng chảo để quản lý chồng mình. Trong suy nghĩ của Cách Cách cảm thấy Cừu Trắng xinh đẹp là một đứa ngốc, ai quan tâm nó là đực hay là cái. Bị bạn Tể chọc họng như vậy, Cách Cách không còn mặt mũi gì, trong mắt lại bắt đầu lan lông lốc đảo. Bạn làm sao biết được nó là con gái? Bạn cởi quần nó chưa? Không đúng, là lông dê, nhìn hết rồi. Bạn Tề thật thuần khiết, thật đơn thuần, nhất thời lắc đầu, lắc thật mạnh. Không có. Mắt Cách Cách nhíu lại, âm u nói. Như vậy là mình nói cho bạn biết, thật ra nó là gay. Bạn Tề kinh hoàng tới mức miệng há hốc ra. Cách Cách vừa lòng gật đầu. Khiếp sợ qua đi, bạn Tề nhớ lại Cách Cách nói mình giống Cừu Trắng xinh đẹp, lập tức khóc. Cách Cách, bạn nói mình giống gay hả? Không cần, Tiểu Dự là con trai, không phải gay, không phải. Bạn Tề lại khóc òa lên. Cách Cách chẹp miệng, tiếp tục nghịch cát của mình. Tên ngốc này. Chớp mắt, sắp tới năm 2021, xã hội càng mở ra, không khí càng đáng sợ hơn. Cách Cách đã là cô gái 14 tuổi, không chỉ lớn lên như một tiểu yêu tinh, còn xinh đẹp tới mức mỗi người kinh diễm. Không chỉ là hoa khôi lớp, còn là hoa khôi cả trường. Cá tính lại thuộc loại ngự tỷ, cộng nữ vương. Dáng người Cách Cách rất tốt, trổ mã rất đầy đủ. Tuy rằng mới 14 tuổi, nhưng so với bạn gái cùng tuổi, tuyệt đối nổi trội nhất. Miểu Miểu mỗi lần giặt đồ lót cho Cách Cách đều nhịn không được rơi lệ long lánh. Rốt cuộc TM có chỗ giống mình. Tề Dự cũng 14 tuổi, trước đây là soái ca, lúc trưởng thành lại đẹp trai sụp trời nước đất. Trong trường học, một đám lại một đám con gái đi theo sau mông hắn. Cách Cách nhìn thật không thoải mái, cũng không biết vì sao không thoải mái, chính là khó chịu. Trong suy nghĩ của Cách Cách, Tề Dự là vật sở hữu của Cách Cách. Trước đây là món đồ chơi, tới khi lớn là bao chút giận, bây giờ là người hầu miễn phí. Tề Dự cũng không biết vì sao, vẫn rất nhân nhượng với Cách Cách, nhẫn nhục chịu đựng. Cách Cách nói hướng đông, hắn tuyệt đối không dám đi hướng tây. Có một ngày, Cách Cách thấy Tề Dự mặt mày hớn hở với một con nhỏ, đâm vào mắt, làm mặt Cách Cách đen thui. Nhìn con nhỏ kia, làm gì xinh đẹp bằng Cách Cách. Muốn eo không có eo, muốn ngực không có ngực, thật là muốn đi nhéo tai hắn, hỏi có phải mắt hắn bị mù hay không. Nhưng mà Cách Cách không làm vậy, Cách Cách phải duy trì hình tượng của mình. Lúc tan học, Cách Cách muốn đi ăn điểm tâm, Tề Dự lật đặt dùng xe đạp chở Cách Cách đi McDonald's. Trong quán rất im lặng, mọi người rất ít, hai người chọn một chỗ rất ít người. Cách Cách ngồi trên ghế, đùi hơi lộ ra, mặt ngẩng cao 45 độ, thổi khí thơm như hoa lan, nói: "Dự, mình đẹp không?" Tề Dự mặt đỏ bừng, gật đầu lia lịa. Cách Cách rất đẹp. Dáng người đâu? Nơ của Cách Cách thả ra, lộ ra khe rãnh nhỏ. Mũi Tề Dự xém nữa phun máu, hắn đang là nam sinh trong thời kỳ dậy thì nha. Thật tuyệt. À, Cách Cách kéo dài âm cuối thật quyến rũ, sau đó cặp mắt xinh đẹp hết chừng lại nhíu lại. Sao? Cậu muốn sờ? Tề Dự kinh ngạc, lắc đầu, lại gật đầu lia lịa. Cách Cách nói, cái đó chỉ có chồng tương lai của mình mới sờ được thôi, trừ phi cậu là... Tề Dự xúc động, nếu mình là chồng của cậu là được. Đúng vậy. Cách Cách chỉnh lại quần áo, kéo váy xuống, nhìn bộ dạng Tề Dự như vậy, chắc chắn đã bị Cách Cách mê đảo. Cách Cách viên mãn, bắt đầu ăn đồ ăn. Nội tâm bạn Tề Dự vô cùng kích động, nắm tay thề, ta trưởng thành, nhất định phải cưới Cách Cách. Lại qua 10 năm, Cách Cách và Tề Dự kết hôn. Đêm tân hôn, Miểu thật sự nhìn không quen, Cách Cách cứ mãi ăn hiếp Tề Dự. Thừa dịp Cách Cách đi tắm rửa, Miểu nói với Tề Dự, Tiểu Dự à, con không cần cứ giả ngu bị ăn hiếp nữa, đừng chiều Cách Cách mãi, cứ tiếp tục như vậy, nó càng không coi ai ra gì. Tề Dự cũng là phi công, đang ngồi trên sofa viết nhật ký bay. Hắn ngẩng đầu nhìn mẹ vợ, đôi mắt ôn hòa, dịu dàng như nước tràn đầy. Mẹ, không sao, còn giả ngu Cách Cách thích, cô ấy thích là tốt rồi. Miểu bị hắn một câu chặn họng, cái gì nói cũng không được. Tề Dự đột nhiên nghĩ, cách tắm xong, muốn ăn tiên thảo lạnh, nhanh chóng cầm ví đi ra ngoài. Đợi Tề Dự đi rồi, Miểu nhìn về phía cách đang tránh ngay cửa ghê lén. Nghe chưa, còn không đối xử với người ta tốt một chút. Cách đỏ mặt lầu bầu, biết rồi. Buổi tối trong tân phòng, cách tính đối xử thật tốt với Tề Dự một lần, bày ra một mặt dịu dàng nhất của mình. Một giờ sau, bị Tề Dự ép buộc trên giường tới mức muốn thét chói tai, cách một cước đá hắn xuống giường, giận dữ hét. Cho anh 3 phần sắc mặt, anh liền đi khai phường nhuộm đúng không? Cút lên cho tôi, xem tôi thu thập anh như thế nào. Bên kia, Miểu nói với Khang Duật đang chôn mặt ngay ngực mình, thở hổn hển. Duật, anh có thể giả ngu một chút được không? Dỗ em vui vẻ. Khang Duật, hắn tìm một chỗ càng thoải mái, ngủ. Ngoại truyện 4. Tuổi lớn sinh con. Chủ nhật ngày 18 tháng 4 năm 2023 là sinh nhật 43 tuổi của Khang Duật. Đối với một người đàn ông mà nói, tuổi này là tuổi hấp dẫn nhất. Hắn không chỉ hấp dẫn, còn có sự nghiệp thành công, làm cơ trưởng. Tuy rằng phi công nhiều tiền, còn có thể đi chơi khắp thế giới, nhưng chỉ riêng việc bay quá nhiều làm tóc bạc, rụng sớm, ngoài ra còn có bệnh giãn tĩnh mạch. Nhưng nhìn Khang Duật thử xem, hắn hoàn toàn không có. Tóc rậm rạp, không hề có một cọng tóc bạc còn không nói, còn đen bóng giống như mỗi ngày ăn hà thủ ô vậy. Làn da lại bóng loáng, nhìn không ra một nếp nhăn nào như yêu tinh vậy. Từ nhỏ liền đẹp trai, tới tuổi này, sự thành thục hấp dẫn của đàn ông lại phát ra vô cùng vô tận. Chỉ cần là phụ nữ thấy hắn, còn mắt ai cũng biến thành hình trái tim. Nhân tiện lại nghỉ chân thêm 3 phút để nhìn bóng lưng của hắn biến mất trong tầm mắt. Ở trên người hắn không nhìn thấy được hiện tượng đàn ông nuôi gia đình vất vả, hoàn toàn giống như một ông chú lông bông. Mặc dù là ngày nghỉ, nhưng Khang Duật cũng dậy sớm theo thói quen, chủ yếu là do Miểu không nằm lười trên giường. Từ 8 năm trước, Miểu bắt đầu chính thức bước vào hàng ngũ bà nội trợ trẻ vô cùng có trách nhiệm. Buổi sáng mới 5 giờ đã dậy, đánh răng rửa mặt xong, liền bắt đầu xay sữa đậu nành làm điểm tâm. Có đôi khi cũng sẽ đi ra ngoài, mua vài món trong nhà không làm được về, để bữa sáng phong phú hơn. Bình thường, đúng 6 giờ rưỡi sáng, trên bàn sẽ để điểm tâm đầy đủ, chờ hai cha con hắn. Lại làm thêm cho bọn hắn cơm trưa đầy đủ dinh dưỡng và phong phú, tiễn bọn hắn đi học, đi làm. Nếu hắn và con gái cũng nghỉ ở nhà, Miểu nhất định sẽ hầm một nồi canh vô cùng bổ dưỡng cho bọn hắn uống. Một ngày 3 bữa, cơ hồ mỗi ngày đều là mỗi món khác nhau. Mấy đồng nghiệp rất nhiều năm trước còn cảm thấy hắn lấy Miểu là chịu thiệt, vì Miểu không đủ xinh đẹp. Tới bây giờ bọn họ mới biết ánh mắt của hắn rất tốt, cưới một người vợ hiền lành như vậy, hầu hạ hắn như ông lớn vậy. Ngẫm lại, bây giờ rất giống ước nguyện trước đây, bắt Miểu hầu hạ hắn, nấu cơm, giặt quần áo, còn có sinh con. Vấn đề là, loại ước muốn trả thù lúc còn nhỏ đã biến mất từ lâu. Hắn thật sự không muốn Miểu như một bà già hầu hạ hắn. Chỉ có thể nói, hắn may mắn gặp được một cô gái tốt. Hắn liếc nhìn vị trí trống rỗng bên cạnh. Hiện tại, càng muốn cái cô này làm trên giường, lâu thêm chút nữa. Mỗi sáng sớm liền trống rỗng lạnh lùng, thật không thú vị. Dù gì, hôm nay cũng là sinh nhật hắn mà. Xuống giường, ngoài cửa sổ, hoa thơm chim hót, không khí vô cùng trong lành. Hắn duỗi lưng một cái, rửa mặt xong, liền ngồi trên sofa đọc báo như ông lớn. Hắn tính mang Miểu đi nhà hàng xoay tròn 6 sao mới mở ở Thượng Hải ăn cơm chiều. Dù gì cũng là sinh nhật. Thật ra thì hắn giống như đang đọc báo, thật ra là đang tỉnh bơ, đem chìa khóa cửa phòng khách sạn xa hoa từ dưới đệm sofa nhét vào trong ví. Nếu như cho Miểu biết trước, chắc chắn sẽ gào to một câu. Cái này có thể mua bao nhiêu con chó à? Những điều tương tự vậy, vân vân, 9 phần sẽ bắt hắn đi trả phòng, còn không bằng ăn cơm xong, lấy ra chìa khóa, lập tức kéo vào phòng luôn cho bớt việc, đỡ cho hắn phải giận tới đen mặt. Nhìn đồng hồ trên tường phòng khách, nhíu mày. Bình thường, giờ này, Miểu hẳn là mua đồ ăn sáng xong về rồi à. Cách 16 tuổi, mặc áo ngủ, hình con chó ngủ, lê đôi dép hình con chó hoạt hình từ trên lầu xuống, chùi chùi đôi mắt nhập nhèm, một bộ chưa ngủ đủ. Nó vò vò tóc, ngáp một cái, nói với Khang Duật: "Chào buổi sáng, ba." "Chào buổi sáng." Khang Duật liếc nhìn con gái cưng một cái, lại quay đầu về tờ báo. "Sao dậy sớm vậy? Tính đi ra ngoài hả?" Cách dạ một tiếng, nhìn về phòng bếp một chút. "Mẹ đâu?" "Đi mua đồ ăn sáng, còn chưa về." "À." Cách tùy ý trả lời, vào bếp mở tủ lạnh ra, lấy hũ chanh ngâm Miểu Miểu tự làm, rót một chén nước ấm nhuận nhuận miệng. Nhưng chỉ một lát sau, Miểu Miểu đã trở lại. Vừa mở cửa ra, Miểu Miểu liền đem hộp đồ ăn bỏ lên bàn, sau đó lật đật đi vào WC, không nói câu nào, dầm một tiếng đóng cửa lại. Hai cha con kinh ngạc nhìn cửa WC. Đây là sao vậy? Bình thường, nhất định Miểu Miểu sẽ dọn đồ ăn trong hộp ra, còn nói một số tin đồn thú vị nghe được ở chợ. Chưa từng giống hôm nay, chưa nói câu nào, liền chạy vào toilet. Cách nghĩ, 8 phần là do buồn tiểu quá. Chỉ có điều, đã 30 phút trôi qua, Miểu Miểu còn chưa đi ra. Khang Duật có chút lo lắng, đang tính gõ cửa toilet hỏi, chuông cửa ngay phòng khách lại vang lên. Cách cắn bánh đường giơ tay lên, ý là để nó mở cửa. Cửa mở, thiếu niên tóc vàng, mắt lam, đẹp trai hiện ra. "Sao cậu tới sớm vậy?" Cách tiếp tục ăn bánh đường, hỏi cậu thiếu niên đẹp trai. Tề Dự cũng 16 tuổi, cởi giày, đi vào. "Mình sợ cậu ngủ quên, cho nên tới sớm một chút." "Mình dậy sớm mà." Cách trả lời, lại chỉ bàn ăn. "Ăn sáng không? Mẹ vừa mua, còn nóng." Tề Dự lắc đầu, thình lình đụng phải tầm mắt Khang Duật. Khang Duật híp mắt lại, âm u xem xét hắn. Tề Dự nhất thời cảm thấy lạnh toàn thân, nuốt nuốt nước miếng, cúi người 90 độ, lễ độ cung kính, ân cần thăm hỏi. "Chào bác trai." Khang Duật không trả lời. Kể từ 2 năm trước, cách nói cho hắn, nói yêu sớm, hắn liền thích không nổi thằng nhóc này. Đối với việc yêu sớm, hắn không có tư cách gì giáo dục con gái. Cái này gọi là trên không nghiêm, dưới dương oai. Năm đó, không phải hắn liền dính theo Miểu Miểu sao? Tể Dự bị hắn trừng không dám ngẩng đầu, vẫn cúi đầu 90 độ. Đối với mỗi người cha mà nói, người yêu của con gái tựa như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt vậy. Vì đánh người là phạm pháp, cho nên mấy ông bố thường tích dùng ánh mắt giết người, đâm mấy dao để trút giận. "Đứng lên còn cúi đầu, cậu không mệt à?" Cách kéo tay Tể Dự qua, kéo hắn tới trước bàn ăn. Tề Dự không dám không nghe lời cách, nhưng mà không dám đắc tội Khang Duật, có chút tiến thoái lưỡng nan. Khang Duật lúc này không rảnh để ý Tề Dự, trong lòng hắn còn nhớ kỹ, Miểu Miểu đang ở trong toilet. Buổi sáng cách uống nhiều nước quá, nhất thời tự đi toilet. Trong phòng trên lầu của cách cũng có toilet riêng, chỉ có điều nước xa không cứu được lửa gần. Vì vậy, đi tới trước Khang Duật một bước, gõ cửa. Mẹ ra được chưa? Con muốn đi toilet, con còn phải ra ngoài với Tề Dự, mẹ đi nhanh lên." Phía trong cánh cửa không có động tĩnh gì. Khang Duật nghĩ có gì đó không thích hợp, nâng chân dài lên tính đạp cửa. Đột nhiên cửa mở ra, Miểu Miểu đeo một cái đầu, rõ ràng bị tay vò loạn lên như tổ chim, từ trong đi ra. Cách nhanh chóng chui vào toilet. "Sao vậy?" Khang Duật vuốt vuốt mái tóc lộn xộn của Miểu Miểu, cả khuôn mặt Miểu Miểu vô cùng suy sụp, vô cùng thê thảm. "Miểu Miểu." Khang Duật nâng mặt Miểu Miểu lên. Có câu, nữ nhân 18 vô xấu phụ, song thập thì giờ đào mận diễm. Qua 30 thì như một đá mẫu đơn nở rộ cực điểm, nhưng tới 40 tuổi, dưới cực điểm chính là giai đoạn suy tàn, giống như đầu oan nấu quá lửa thì da nhách vậy. Miểu Miểu lại tương phản, không biết có phải do Khang Duật mới tốt quá hay không, vẫn là ở cạnh hắn lâu nên bị dính yêu khí. Theo tuổi tác tăng lên, nhưng Miểu Miểu lại càng ngày càng đẹp. Làn da Miểu Miểu vốn tốt, lúc còn trẻ vừa trắng vừa mềm như búp bê. Từ khi tuổi tăng lên, làn da Miểu Miểu vẫn tốt, vô cùng hay, không có chút dấu hiệu nào như vợ trẻ trung niên có chồng. Nếp nhăn nơi khóe mắt hoàn toàn không có. Diễm từng ghen tị nói, đây là do Miểu Miểu béo, vì da mặt căng ra nên làm sao mà có nếp nhăn được. Đúng là Miểu Miểu béo. Từ khi trưởng thành tới giờ, Tuy nhiên, dưới thời gian dài làm việc nhà, cho dù Miểu Miểu béo cũng là béo đều. Hơn nữa, đôi khi còn tập thể dục. Bây giờ cùng lắm, chỉ thuộc quần thể béo ít. Miểu Miểu ngực lại to, eo nhỏ, một chút cũng không giả. Bây giờ, Miểu Miểu nhìn qua tuyệt đối không thấy béo. Có lồi có lõm, lại tản ra khí chất của người phụ nữ trưởng thành. Cho tới giờ, vòng một Miểu Miểu vẫn to, không có chút dấu hiệu héo rút theo tuổi. Nhưng thật ra thì sức hút trái đất có ảnh hưởng một chút. Nhưng mà mấy năm nay, Miểu Miểu làm bà chủ gia đình, ngoại trừ luyện ra một tay nấu ăn ngon, làm sao là một người mẹ hiền, vợ đảm, cũng có chút nghiên cứu, làm sao để giữ chặt lòng của chồng. Hơn nữa, loại đàn ông như Khang Duật, suốt năm mỹ nữ vây quanh, Miểu Miểu không thể không đề phòng. Không quan hệ có yêu nhau hay không, hôn nhân bền vững ngoại trừ tình yêu còn có trả giá, rất nhiều chuyện phiền phức. Đầu óc Miểu Miểu không giải quyết được, tới lúc chịu không được sẽ lên mạng, học tập một chút kiến thức bảo dưỡng và thời trang, trồng vài chậu hoa, tăng thêm khí chất cho mình. Hiệu quả của việc kiên trì bền bỉ vô cùng tốt. Rất đúng với một câu, không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười. Miểu Miểu, nói chuyện. Thấy khuôn mặt buồn khổ không nói gì của Miểu Miểu, Khang Duật chịu không nổi. Miểu Miểu hít mũi, chìa tay ra, mở ra trước mặt hắn. Rõ ràng là một que thử thai. Que thử thai không phải vấn đề, vấn đề chính là cái vạch đỏ trói mắt trên đó, lại còn là hai vạch. Lúc này, cách đi toilet xong đi ra, theo bản năng liếc một cái, kinh hô. Mẹ, không phải đâu, mẹ đã tới tuổi này rồi, không cần giỡn kiểu này, truyền ra ngoài bị người ta cười cho thì không tốt đi. Miểu Miểu nghe nói như thế, trong lòng nhất thời vô cùng hoảng hốt, bổ nhào vào trong lòng Khang Duật, dùng sức đấm hắn. Anh xem, đều tại anh, ngay cả con gái cũng ghét em. Có câu cửa miệng, gì mà một cô gái hồn nhiên, một khi kết hôn xong, chắc chắn sẽ từ từ biến thành mẹ quỷ dạ xa. Miểu Miểu lại không phải, trong nhà có hai người vũ trụ, làm sao mà Miểu Miểu biến thành mẹ quỷ dạ xoa được. Khang Duật rõ ràng đối với hai vạch đỏ này làm cho lâm vào trạng thái ngây đơ. Món quà sinh nhật này có chút lớn. Miểu Miểu không buông tha tiếp tục đấm, cảm giác oán hận thẳng tắp bay lên. Khang Duật ôm Miểu Miểu nhẹ nhàng dỗ nói. Ừ, tại anh. Nói xong còn trừng mắt nhìn cách. Cách rụt cổ lại, sửa lời. Ý của con là... mẹ tuổi này rồi, còn sinh em bé, rất vất vả. Trong lòng cách đang buồn chồn, đều do mình nhanh mồm nhanh miệng, thiếu chút nữa quên ba chồng mẹ cỡ nào. Nhớ rõ lần đầu tiên tranh luận với mẹ là mẹ giận, sau khi ba biết liền hung hăng mắng mình. Mẹ của mày là người ba mày cưng chiều vô cùng, mày dựa vào cái gì mà la hét với mẹ? Đi về phòng, ngồi nghiền ngẫm tội lỗi của mình đi. Sau khi nghiền ngẫm tội lỗi xong, suốt 3 tháng trời, cách không có đồng xu tiêu vặt nào. Tề Dự cảm thấy không khí có chút cứng nhắc, lại muốn tăng thêm ấn tượng với Khang Duật. Sau một hồi đau khổ suy nghĩ, nở ra một nụ cười thật tươi, sau đó nhả ra một câu. Bác trai và bác gái thật ân ái. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Ánh mắt dương dao nhỏ thi nhau nhắm về phía hắn. Thằng nhỏ này rõ ràng là tự vạch áo cho người xem lưng thôi. Khuôn mặt tươi cười như nắng của Tề Dự lập tức cứng đờ trên mặt. Khang Duật mặc kệ Tề Dự, trước tiên phải giải quyết ổn thỏa tình huống một chút. Nhìn hai vạch đỏ kia lại đau đầu. Miểu Miểu tựa vào lòng Khang Duật, tâm trạng cũng vô cùng buồn bực. Sáng nay, Miểu Miểu như bình thường đi ra ngoài mua đồ ăn sáng. Lúc đi siêu thị, thấy băng vệ sinh khuyến mãi. Bản chất tốt nhất của bà nội trợ chính là tiết kiệm. Mặc dù Khang Duật kiếm được rất nhiều tiền, Miểu Miểu không cần tiết kiệm, nhưng Miểu Miểu là bà chủ gia đình mà. Vừa mới thấy quảng cáo giảm giá, liền không khống chế nổi sự ham thích. Miểu Miểu và cách đều là phụ nữ, thứ này luôn xài được, mua cũng không phí. Vào cửa hàng đang do dự, không biết mua loại nào cho tốt, lại nhớ tới dì của mình hình như lâu rồi chưa tới. Mới đầu không nghĩ tới chuyện mang thai, chỉ nghĩ do thời tiết ảnh hưởng tới chu kỳ sinh lý. Mua xong đi ra chợ, mua đồ ăn, như tới lâu rồi không ăn cá, cơm trưa liền muốn làm hạt cá hạt thông. Ai ngờ vừa tới chỗ bán cá, nghe mùi tanh, liền nôn hết ra, giống y hệt như khi mang thai cách. Tiếng chuông cảnh báo trong đầu vang lên, quay về siêu thị mua que thử, quả nhiên trúng thưởng. Khang Duyệt kịp thời hồi phục lại từ trạng thái ngây đơ. Cái này chưa chắc đúng, em cũng biết hàng nội. Còn chưa nói xong, Miểu Miểu moi ra thêm 8-9 que nữa, khác hình dạng đủ loại, hàng trong nước, hàng nhập khẩu đều có. Miểu Miểu xòe thành hình quạt ra cho Khang Duyệt xem, vạch đỏ, đều là hai vạch đỏ. Nếu không, Miểu Miểu ở trong WC quá nửa tiếng để làm gì? Miểu Miểu cũng không dám tin, chịu đựng ánh mắt quái dị của Thu Ngân, mua thêm mấy que. Kết quả, quả nhiên, Miểu Miểu vẫn trúng thưởng. Năm nay Miểu Miểu đã 41 tuổi rồi. Khang Duyệt vừa quay mặt qua, chân dài dại ra, lấy chìa khóa xe trên bàn trà, kéo Miểu Miểu đi. Lúc tới gần ra cửa, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Cách Cách và Tề Dự. Hôm nay thế nào cũng không được đi, ngoan ngoãn ở nhà chờ. Cách Cách gật đầu, Khang Duyệt nhìn về phía Tề Dự, Tề Dự lập tức đứng thẳng tắp, gật đầu theo. Khang Duyệt híp mắt lại, gió độc thổi ra từng trận, nói: Ở nhà, cái gì cũng có thể chơi, chỉ đừng leo lên giường chơi là được. Tề Dự cuống quýt, xua tay lắc đầu, mặt đỏ như đít khỉ. Hắn có ý nghĩ này, cũng không có gan à. Dầm, cửa bị đóng sập lại, ngoài cửa mơ hồ truyền đến giọng nói thắc mắc của Miểu Miểu. Anh kéo em đi đâu? Đi bệnh viện, em hay ghê, quà sinh nhật lớn như vậy, anh rốt cuộc cũng phải biết xem tờ giấy gói là em có thể lột hay không. Lột xong rồi, anh có thể dùng nữa hay không? Nếu không thể lột, anh cũng phải biết mấy tháng nữa mới được lột. Ặc, tới bệnh viện, cho dù biết rõ có thai, nhưng vẫn làm xét nghiệm nước tiểu. Lại thấy hai vạch đỏ, mặt Khang Duyệt đen thui như toàn thế giới đều nợ hắn vậy. Tới phòng khám, Miểu Miểu thẹn thùng ngồi trước mặt bác sĩ. Bao nhiêu tuổi? Bác sĩ bây giờ đều đạo đức như vậy. Rõ ràng trên bệnh anh có viết, còn cố tình hỏi. 41 tuổi. Miểu Miểu trả lời. Bác sĩ ngẩng đầu nhìn Miểu Miểu, nhìn lại Khang Duyệt đứng phía sau. Thật rõ ràng, nam mất hứng, nữ vô cùng bối rối. Dùng kinh nghiệm bác sĩ nhiều năm của ông ta phán đoán. Tái hôn. Mấy năm nay, quan niệm hôn nhân còn mỏng hơn nước. Kết hôn, ly hôn, lại kết hôn càng nhiều hơn. Nếu là đầu hôn, làm gì đến tuổi này còn ân ái, để lớn tuổi còn có thai. Miểu Miểu lập tức mạnh mẽ lắc đầu. Không phải. À, tôi hiểu được. Trong mắt ông bác sĩ nói lên rõ ràng. Cái này rõ ràng là ngoại tình. Miểu Miểu rõ ràng cảm thấy được ánh mắt tối đến nỗi bản thân Miểu Miểu cũng thấy rõ trong mắt bác sĩ, vội vàng đứng lên lắc đầu. Không phải, quan hệ của chúng tôi không phải loại quan hệ này. Giải thích tức là che giấu, càng giải thích càng đen. Bác sĩ gật đầu. Tôi hiểu được, người trưởng thành như anh chị gặp chuyện như vậy cũng không nguyện ý thừa nhận. Chị đừng kích động, ngồi xuống. Mấy năm nay, kết hôn, ly hôn lại kết hôn vô cùng nhiều, cho dù là ngoại tình cũng không thừa nhận. Miểu Miểu đỏ mặt, hết lần này tới lần khác, nói năng không rõ ràng. Bác sĩ hỏi, em bé chắc chắn không muốn giữ lại. Miểu Miểu cả kinh lại đứng lên. Không phải. Ông bác sĩ này rốt cuộc là người nước nào vậy? Làm Miểu Miểu gấp tới mức đau như bao tử. Bác sĩ cứ thế nói, chị yên tâm. Sức khỏe chị rất tốt, đừng nói nạo thai, sinh cũng không sao. Miểu Miểu đã không biết nên trả lời như thế nào, bắt đầu quỳnh lên. Đột nhiên, dầm một tiếng, một bàn tay to đè lên bệnh án bác sĩ đang tính viết. Bác sĩ ngẩng đầu, đụng phải tầm mắt của Khang Duyệt, lông tơ đều dựng đứng lên. Anh muốn làm gì? Người đàn ông này làm gì mà làm vẻ mặt khủng bố vậy? Khang Duyệt híp mắt lại, chậm rãi nói. Thật sự sinh cũng không sao. Bác sĩ theo bản năng gật đầu. Anh xác định. Bác sĩ lại gật đầu, xém nữa giơ tay lên thề. Khang Duyệt thở nhẹ một hơi, sắc mặt lại tốt hơn. Bàn tay đẩy ngay bệnh án chậm rãi thu về, ôm sát Miểu Miểu ngồi cạnh lại, hôn lên đỉnh đầu của Miểu Miểu. Bác sĩ cũng nhẹ nhàng thở ra, vừa định hỏi bọn họ rốt cuộc muốn hay không muốn. Khang Duyệt đột nhiên bắn ra một tia sáng giết người. Cô ấy là vợ tôi, là nguyên phối. Bác sĩ hết hồn. Miểu Miểu tuy chỉ mang thai hơn 1 tháng, nhưng dưới thành tựu khoa học kỹ thuật năm 2023 đã biết được là con trai hay con gái. Không ngờ lại là con trai. Miểu Miểu vui sướng tới mức rảnh rỗi liền sờ sờ bụng. Trước tiên đặt tên cùng cơm cho con, Tiểu Đại Ca. Mẹ Khang Duật ở Đông Bắc xa xôi nghe được tin này, kích động tới mức xém nghẹt thở. Cũng may sức khỏe của bà tốt. Ở đầu kia điện thoại liều mạng nói muốn tới. Khang Duật vì làm cho bà đánh mất ý định trong đầu mình đi, nói chính mình có thể chăm sóc được. Bà cũng lớn tuổi rồi, đợi tới khi sinh con lại đón bà tới. Lão Phúc Tấn nghĩ lại thấy cũng đúng. Mặc dù sức khỏe tốt, nhưng mà đi chăm sóc người khác lại không được. Nếu đi, tới lúc đó con trai còn phải chăm sóc mình, cũng không thể chăm sóc con dâu được, liền đồng ý. Tiểu Đại Ca, ngoại trừ 3 tháng đầu làm cho Miểu Miểu không thoải mái ra, sau đó liền không hề quậy phá, ngoan ngoãn ở trong bụng mẹ lớn dần. Mẹ Khang Duật thường xuyên hỏi tình huống ở đây, thuận tiện cùng ông bà thông gia thảo luận xem đặt tên cho cháu trai là gì. Đây chính là cháu đích tôn của dòng họ Ái Tân Giác La, nhất định phải đặt một cái tên thật vang dội. Xem khoảng mấy chục cái rồi cũng chưa vừa lòng, cứ như vậy liền kéo dài tới ngày Tiểu Đại Ca ra đời. Lần này Khang Duật đã có kinh nghiệm đầy mình, đó gọi là trước lạ sau quen. Hắn đã sớm chuẩn bị chu đáo. Miểu Miểu bị hắn chăm sóc đầy đủ, thành tròn vo, thuận lợi vào phòng sinh. 1 tiếng sau, Đại Ca cất tiếng khóc chào đời, mẹ tròn con vuông. Tiểu Đại Ca tuy rằng ra đời, nhưng tới khi Miểu Miểu ra viện, tên còn chưa đặt xong. Trong vòng 1 tuần sau khi ra viện là phải đăng ký khai sinh, nếu không, không thể báo tạm trú. Thấy kỳ hạn 1 tuần sắp tới, ba Âu Dương, mẹ Âu Dương và mẹ Khang Duật, 3 người vẫn đang tranh luận. Mỗi người đều tự cho tên của mình là tốt, không ai nhường ai. Miểu Miểu vừa sinh xong, đang ở cữ. Đối với việc này cũng là lực bất tòng tâm. Khang Duật vội vàng chăm sóc Miểu Miểu, cũng không xen vào. Các Cách lên trước làm chị, nhìn thấy em trai trong nôi, lại là vẻ mặt oán giận. Tề Dự chơi với Tiểu Đại Ca trong chốc lát đã nói, Cách Cách, em trai cậu thật đáng yêu. Đáng yêu cái rắm. Cá tính ngự tỉ của Cách Cách bùng nổ. Tề Dự thật buồn cười. Sao vậy, cậu không thích em trai? Cách Cách chỉ vào cục thịt trong nồi. Mình hỏi cậu, lúc nó 10 tuổi mình bao nhiêu? 27 tuổi. Lúc 20 tuổi thì sao? 37 tuổi. Nghe được 37 tuổi, mặt Cách Cách đen thui, rồi dám nói. Nó từng ngày lớn lên, đại biểu mình từng ngày già đi. Cả ngày đối mặt với một đứa con nít luôn luôn nhắc nhở mình đang già đi, thích được mới là lạ. Tề Dự cảm thấy chính mình không theo kịp suy nghĩ của Cách Cách. Chính là Cách Cách, sau này cậu cũng sẽ sinh em bé, đến lúc đó. Ánh sáng ác độc từ mắt Cách Cách phóng ra, Tề Dự cúi đầu ngậm miệng. Đảo mắt liền tới ngày cuối cùng của thời gian làm khai sinh cho em bé. 3 vị người lớn vẫn đang giằng co, tranh giành viết tên của mình đặt trên tờ khai sinh. Cũng không nghĩ lại xem tuổi 3 người cộng lại đều hơn 200 tuổi rồi, còn tranh giành như con nít. Có thể thấy được 3 vị này vẫn còn vô cùng cường tráng. Có lẽ còn sống tới khi Tiểu Đại Ca kết hôn cũng không có vấn đề gì không chừng. 3 người làm cho Miểu Miểu không ngủ chưa được, lại không thể nói gì. Dù gì cũng là bậc bờ trên. Miểu Miểu nằm trên giường lăn qua lăn lại, vẻ mặt khó chịu. Khang Duật im lặng xuống giường đi ra ngoài. 3 vị người lớn còn đang cướp tờ giấy khai kia. Tờ giấy bay ra ngoài, vừa vặn rời ngay mũi chân Khang Duật. Hắn nhặt lên, tầm mắt luân phiên nhìn về 3 khuôn mặt viết mấy chữ cho ta to đùng kia. Hắn hỏi, tên phải vang dội đúng không? Ba Âu Dương gật đầu. Phải khí phách đúng không? Mẹ Âu Dương gật đầu. Muốn cho người ta vừa nghe liền khắc sâu đúng không? Mẹ Khang Duật lại gật đầu. Tầm mắt hắn rơi về tờ khai, hơi hơi nhíu mắt, lấy bút từ túi áo ra, xoẹt xoẹt viết mấy nét trên tờ giấy. Viết xong hắn bỏ tờ giấy khai lên trên bàn. Xong việc, giải tán đi. Phải biết rằng tờ giấy khai sinh đã viết rồi, không thể sửa lại. 3 vị người lớn lật đật vọt tới cạnh bàn, xem Khang Duật đặt tên cho em bé là gì. 2 chữ đẹp như rồng bay phượng múa, Khang Hy. Ách, đủ vang dội, đủ khí phách, đủ làm cho người ta vừa nghe liền khắc sâu. Ngoại truyện 5, hoạt cảnh của Khang Hy đến đây. Phần 1, mẹ bất công. Khang Hy năm nay 3 tuổi, bộ dạng người gặp người thích, vừa đẹp trai vừa đáng yêu. Nhà ai có con gái thấy hắn, tuyệt đối sẽ hỏi, Miểu Miểu có muốn kết thông gia hay không? Là Miểu Miểu mừng tới mức đi đâu cũng mang theo hắn. Tuy rằng là có con lúc trung niên, nhưng Miểu Miểu trâu tròn ngọc sáng, giống như Diễm Diễm nói, da mặt căng ra hết cỡ, nên không có nếp nhăn, lại chăm sóc tốt, cho dù là 4-5 tuổi, lại nhìn giống 3-5 tuổi. Mang con đi ra ngoài, không ai nghi ngờ đó không phải con Miểu Miểu cả. Hôm nay, Miểu Miểu mang theo Khang Hy đi siêu thị mua sắm, đơn giản là mua đường tiêu bột ngọt, dầu ăn, vân vân. Lúc mua xong đang định về, thì nhà Khang Hy thấy một chiếc xe ô tô điều khiển, đứng ở đó nhìn hồi lâu. Miểu Miểu nhìn giá một cái, hơn 600 tệ, rất tê mờ mắt. Miểu Miểu biết con cái không thể chiều quá, không thể muốn gì thì mua đó, đồ chơi của con cũng đã quá nhiều rồi. Hơn nữa, mỗi lần mua xong, chờ nhiều nhất là 2-3 ngày liền thấy chán, thật sự rất lãng phí. Tiểu Hy, chúng ta về nhà. Khang Hy ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khát vọng. Không được, rất đắt. Miểu Miểu cứng rắn nói, hắn lại không quậy, ngoan ngoãn nắm tay Miểu Miểu đi về phía thu ngân. Hai người đi tới, hắn nhìn chỗ bán băng vệ sinh phía trước, ánh mắt xinh đẹp đảo một vòng, lắc lắc tay Miểu Miểu, nói, mẹ, mua cái này. Mua cái gì? Miểu Miểu trừng mắt tới sắp lồi, nghĩ rằng chính mình nghe lầm. Hắn ngẩng đầu lên, nghiêm trang trả lời, mua băng vệ sinh nha, rẻ hơn ô tô đồ chơi nhiều, có mấy tệ à? Trong tivi không phải thường nói, chỉ cần sử dụng băng vệ sinh, bạn có thể chơi rất nhiều thứ sao? Muốn chơi cái gì cũng được, có thể trồng chuối, có thể chạy bộ, có thể đạp xe đạp, có thể chèo thuyền, có thể đi picnic, còn có thể tự do bơi trong bể bơi. Thật tốt, mẹ, mua cái này đi, Tiểu Hy muốn mua cái này. Tuy rằng 13 tuổi, nhưng hành động của hắn rất nhanh nhẹn, thả tay Miểu Miểu ra, vừa thả ra, liền lật đật chạy qua. Miểu Miểu sợ hết hồn. Tiểu Hy, thứ này, con không dùng được. Đôi mắt vừa to vừa tròn của Khang Hy ngập nước. Mẹ bất công, mua cho chị, không mua cho Tiểu Hy. Người ta đã không cần ô tô nữa, chỉ cần thứ rẻ như vậy. Tiết kiệm tiền cho mẹ, mẹ cũng không cho, lại mỗi lần đều mua cho chị. Miểu Miểu vô cùng đau đầu. Cái này không phải vấn đề tiết kiệm tiền. Đây là cho dù hắn 100 tuổi đi nữa, thứ này cũng dùng không được. Miểu Miểu không biết nên giải thích như thế nào với con. Khang Hy mếu méo, bộ dạng như sắp khóc, miệng còn nói thầm, bất công, mẹ bất công. Người chung quanh nghe thấy mấy câu muốn tiết kiệm tiền cho mẹ này của hắn, chỉ nghĩ hắn là một đứa bé ngoan ngoãn, lại có hiểu biết, cũng không nghĩ xem rốt cuộc hắn muốn mua cái gì, đều dùng ánh mắt có hai chữ bất công nhìn Miểu Miểu. Miểu Miểu bị người ta chú ý không được tự nhiên, lại không thể giải thích với con, đành phải mạnh mẽ kéo hắn đi. Khang Hy cầm lấy một bao băng vệ sinh, liền bỏ vào xe đẩy. Miểu Miểu kéo tới đâu, hắn liền lấy tới đó, miệng còn gào to lên, Tiểu Hy chỉ muốn cái này thôi. Cái này làm người chung quanh đều biết hắn muốn mua cái gì, đều phì cười. Miểu Miểu xấu hổ muốn chết, đầu óc nóng lên, nói, con muốn mua cái gì đều được, chỉ có cái này là không được. Khang Hy lập tức dừng tay. Thật sự? Miểu Miểu thầm nghĩ, nhanh chóng bỏ chạy, không hề suy nghĩ gì, lập tức gật đầu. Khang Hy cười thật tươi, cái kia đúng là dung nham hỏa sáng nha. Thoát khỏi tay Miểu Miểu, chạy về khu bán đồ chơi, chỉ về phía ô tô mới nãy. Mẹ, không tuân thủ lời hứa, sẽ béo nha. Miểu Miểu chịu không nổi, nước mắt rơi đầy mặt. Phần 2. Vài ba chuyện ở nhà trẻ. Lớp mẫu giáo bé học ngoại khóa. Lúc này, nền giáo dục rốt cuộc cũng nghĩ ra phải cho trẻ em có ý thức an toàn từ nhỏ, phương pháp tự cứu mình khi có động đất và hỏa hoạn. Hôm nay lại còn dạy mấy bạn nhỏ nếu gặp được gấu thì nên làm gì. Trước khi dạy, cô giáo cho các bạn trong lớp đứng thành một vòng tròn. Thầy thể dục mặc đồ hóa trang thành gấu, nhảy mạnh ra dọa các bạn trong lớp. Cô chủ nhiệm đứng bên hỏi, các bạn ơi, lúc này nên làm như thế nào? Các bé trong lớp nhất thời chạy loạn xạ chung quanh để trốn, chỉ có mình Khang Hy đứng tại chỗ không nhúc nhích. Con gấu kia dương nanh múa vuốt chạy tới, rất nhiều bạn nhỏ kêu lên: Khang Hy, chạy mau a! Khang Hy híp mắt lại, bày ra một tư thế. Ta là dũng sĩ giáp vàng, tuyệt chiêu năng lượng tinh thạch giết sạch, treo chéo, ánh sáng đông lạnh. Dũng sĩ giáp vàng là một bộ phim hoạt hình đang được yêu thích, cùng loại với Ultraman. Gấu ngây ngẩn cả người, Khang Hy thấy chập chập miệng, đi qua đá mông nhỏ của gấu nhắc nhở nói: Ê, mày nên té xuống đất. Gấu và cô chủ nhiệm chịu không nổi, ngây đơ luôn. Lại có một lần, cô giáo dạy học sinh mang tổ kiến tới cho cả lớp xem. Rất nhiều bạn nhỏ nhìn không chớp mắt tổ kiến trong bình thủy tinh, tò mò hỏi: Cô ơi, tụi nó đang làm gì vậy? Cô giáo cười tủm tỉm, nói: Tụi nó đang xây nhà ở thoải mái cho chính mình. Các em có thấy bọn nó rất chăm chỉ, không lãng phí thời gian đi chơi không? Cho nên à... Còn chưa nói xong, đã bị Khang Hy ngắt lời. Hắn ngồi trên ghế, bắt chéo chân thật khinh bỉ, nói: Ê, mỗi lần em đi ra ngoại ô chơi với mẹ đều gặp được tụi nó, làm sao mà tụi nó chăm chỉ được? Không phải cũng đi theo mẹ đi ngoại ô chơi sao? Cô đừng lừa con nít, cô là cô giáo nha, đây là không có đạo đức. Cô giáo dạy học sinh ngây đơ luôn. Một lần, nhà trẻ mở lớp âm nhạc, cô giáo động viên các bạn trong lớp tham gia. Đầu tiên cho các bạn chọn nhạc cụ, bất luận là nhạc cụ gì cũng có giáo viên dạy. Nếu không muốn học nhạc khí cũng có thể ca hát. Đợi tới khi học xong sẽ chọn những bạn giỏi nhất lập thành dàn nhạc, có thể đi khắp nơi trong nước biểu diễn. Biểu diễn xong rồi, cô giáo sẽ mang các bạn đi chơi. Một chuyện tốt như vậy, rất nhiều bạn nhỏ nóng lòng muốn thử, nhưng tất cả đều do dự, không biết nên chọn cái gì. Khang Hy đứng trước một loạt nhạc khí nhìn, bạn nhỏ giáp hỏi: Tiểu Hy, bạn muốn học cái gì? Khang Hy trả lời: Piano có vẻ tốt đó, nhìn rất đẹp trai. Rất đẹp trai sao? Khang Hy gật đầu khẳng định: Đẹp trai. Vậy mình đi học piano. Bạn nhỏ giáp thật hưng phấn đi tới chỗ cô giáo báo danh. Lại có bạn nhỏ ất chạy lại. Khang Hy nhìn đàn violon lẩm bẩm: Đàn violon nhìn qua có vẻ rất phong cách. Bạn nhỏ ất nghe xong vội vàng ôm lấy cây đàn violon, chạy lại tới chỗ cô giáo ghi danh lớp violon. Bạn nhỏ bính vẫn còn đang do dự. Khang Hy đi tới cạnh lầu bầu nói: Thổi trumpet có vẻ rất uy vũ nha. Bạn nhỏ bính nghe xong, ánh mắt sáng rực lên, lật đật chạy tới chỗ cô giáo, chọn học thổi trumpet. Tiếp theo, Khang Hy không ngừng chạy tới cạnh các bạn nhỏ đang do dự, nói cái này tốt lắm, cái kia tốt lắm, cũng nói ca hát rất tốt. Qua một vòng, tất cả các bạn nhỏ đều chọn được chương trình học cho mình, chỉ có Khang Hy chưa chọn. Chỉ thấy hắn vô cùng nhanh nhẹn đi tới, cầm lấy khung thép. Khung thép tên là chuông tam giác, là một nhạc cụ gõ từ xưa, là nhạc khí trong quân đội diễn tấu, dàn nhạc giao hưởng và đội âm nhạc. Thậm chí, dàn nhạc ca vũ kịch cũng không thể thiếu nhạc cụ gõ. Thường thường sẽ diễn tấu vào đoạn nhạc khí thế để lấy thêm không khí. Các bạn nhỏ cảm thấy rất kỳ quái, hắn từ đầu tới đuôi cũng chưa nói tới khung thép, một chữ cũng không nói qua, chỉ nói mấy nhạc khí khác tốt, ca hát tốt. Sao bản thân hắn lại chọn cái này? Kết quả chỉ có mình Khang Hy chọn khung thép. Đối với một dàn nhạc mà nói, khung thép là không thể thiếu. Bởi vậy, Khang Hy căn bản không cần đấu với người khác. Đương nhiên sẽ là một thành viên của dàn nhạc đi biểu diễn cả nước, bởi vì chỉ có mình hắn a. Mấy khúc nhạc này, nhà trẻ chọn vô cùng đơn giản. Cả buổi biểu diễn, hắn gõ cùng lắm 5-6 cái liền xong việc. Lúc biểu diễn, các bạn nhỏ trong dàn nhạc rơi mồ hôi nóng hổi, liều mạng đánh piano, kéo violon, hoặc là căng phồng mặt lên thổi trumpet, cảnh tuba. Khang Hy chỉ cần tới một đoạn cần đánh, bàn tay trái gập lên trước ngực, cầm sợi dây treo khung thép bằng ngón trỏ, lại lấy ngón cái nắm thêm cho chắc, tay phải cầm một que, vô cùng thoải mái gõ. Đinh, đinh, đinh. 3 hồi sau, hắn liền không có việc gì, ngồi trên ghế, thở mấy hơi, nhìn về một bên. Bây giờ chơi cái gì trước đây? Cô giáo dạy nhạc chịu không nổi, ngây đơ. Phần 3. Khang Duật với Khang Hy. Gần đây, TV chiếu bộ phim cũ cách đây vài thập niên là bộ phim Khang Hy Đại Đế. Bạn nhỏ Khang Hy hoàn toàn mê mẩn. Khang Duật tuy rằng là hậu duệ chính thống của dòng họ Ái Tân Giác La, nhưng đây là chuyện từ 800 năm trước rồi, chưa từng nói với con lần nào. Khang Hy cũng liền hoàn toàn không biết. Đột nhiên phát hiện vị hoàng đế này cũng tên là Khang Hy, hơn nữa cách viết lại y hệt cách viết tên của hắn. Hưng phấn a, xem xong liền bắt đầu nhập diễn. Hắn nhìn về Miểu Miểu kêu: "Ngạch nương, trẫm đói bụng, muốn dùng thiện." Ngay từ đầu, Miểu Miểu chỉ nghĩ hắn thích chơi cho vui, dù sao hắn cũng còn nhỏ nên không để trong lòng. Nhưng hắn lại lấn tới, một hồi là: "Ngạch nương, trẫm muốn tắm rửa." Một hồi là: "Ngạch nương, trẫm muốn nàng thị tẩm." Khang Hy khác cách, từ nhỏ liền dính Miểu Miểu, đến bây giờ vẫn thích ngủ với Miểu Miểu. Nhưng mà thị tẩm... Miểu Miểu đầu toàn vạch đen. "Thị tẩm cái đầu mày a, mày làm cho mẹ mày thị tẩm, cái này tính là gì?" Suốt một tuần liền đều bị hắn chậm tới chậm lui. Cuối tuần, cách ở ký túc xá trở lại, thấy hắn liền muốn bêu béo khuôn mặt nhỏ của hắn. Lúc hắn sinh ra, cách không thích ở cạnh hắn. Sau khi trở tới khi hắn biết nói, biết đi, thì cách đi học đại học, phải ở lại trường. Thời gian dài không ở nhà, vì vậy mỗi lần về đều muốn xoa bóp hắn, ăn hiếp hắn một chút. Hắn tức giận nói: "Lớn mật, cho dù người là hoàng tỷ của trẫm cũng không thể bất kính với trẫm. Nếu như còn như vậy, trẫm sẽ ra lệnh cho ngươi đi hòa thân." Nói xong, hắn liếc mắt một cái, đưa cách về phía Tể Dự, sửng sốt một chút, sau đó che miệng, cười gian nói: "Trẫm đã quên, người đã sớm đi hòa thân, ha ha." Cách tức giận tới mức không nói được gì. Thằng nhóc này dám nói chuyện với mình như vậy, nhưng mà lại không có cách nào phản bác. Đúng là mình đi hòa thân. Tên Tể Dự tóc vàng, mắt xanh này, ở cổ đại, không phải phiên nhân thì là gì? Miểu Miểu trong lòng lo lắng, thằng nhỏ này sao chơi nghiện luôn rồi. Thật sự sau này hắn sẽ làm cho mình thành hoàng đế thật. Tưởng dạy dỗ hắn, nhưng mà cậu nhỏ này cũng là người vũ trụ nhỏ. Một câu hậu cung không thể chấp chính, làm cho Miểu Miểu nước mắt rơi đầy mặt. Người địa cầu như Miểu Miểu hoàn toàn không chịu nổi. Lại qua 2 ngày, Khang Duật chấp hành nhiệm vụ bay xong trở về. Miểu Miểu giống như gặp được cứu thế chủ giống nhau, vọt lên kề tai nói nhỏ với hắn, kể lại việc xấu Khang Hy làm. Khang Hy suy nghĩ, trong phim Khang Hy không có ba, chỉ kêu Hiếu Trang là hoàng tổ mẫu. Bà già khọm này cơ bản xem nhẹ không sao cả, cho nên hắn vẫn là đại ca. Nhưng mà mình làm gì có ba? Ba của hoàng đế không phải là Thái Thượng Hoàng sao? Thái Thượng Hoàng đã trở lại, vậy tên hoàng đế là hắn, không còn là đại ca nữa rồi. Không biết Thái Thượng Hoàng có khả năng lên chấp chính không? Đáng ghét, trong tivi không nói. Khang Duật không vội vã dạy con, trước ôn tồn với Miểu Miểu một chút, tiếp theo ăn cơm, tắm rửa. Khang Hy theo kế, địch bất động, ta cũng bất động, cũng không phát bệnh, không nói lời nào. Lúc đi ngủ, Khang Hy chui vào phòng, tay chân cùng một lúc leo lên giường ngủ trong phòng ba mẹ, nói: "Ngạch nương, trẫm muốn nàng thị tẩm." Khang Duật mắt thấy, dùng tay kéo áo hắn lên, xách lên như xách gà con, thả hắn ra ngoài cửa, đặt trên mặt đất, liếc mắt nói: "Hoàng nhi, không cần thỉnh an, sớm đi ngủ đi." Dầm, cửa phòng đóng lại, ngăn cách hắn ở bên ngoài. Khang Hy ngây ngẩn cả người. Khang Hy cúi đầu về phòng ngủ của mình. Miểu Miểu còn trông cậy Khang Duật giáo dục con, ai ngờ hắn lại chơi với con luôn. Cái gì thỉnh an? Vừa định chất vấn, Khang Duật lại sớm cởi hết quần áo, bỏ Miểu Miểu lên giường, ôm chặt Miểu Miểu dưới người mình, cười nói: "Ái phi, thị tẩm." Trời à, thật sự là con nào cha nấy. Miểu Miểu quay mặt qua, lười quản. Hôm sau vừa vặn là đầu tháng, là ngày phát tiền tiêu vặt cho con cái trong nhà họ Khang. Tuy rằng Khang Hy chỉ có 3 tuổi, nhưng cũng có tiền tiêu vặt, 20 tệ. Đây là phương pháp giáo dục con của Khang Duật, cho tiền tiêu vặt để con tự mình sử dụng hợp lý. Tiêu xài quá độ cũng phải do chính mình phụ trách. hắn sẽ không giúp đỡ, để cho bọn nhỏ học cách tự quản lý tài sản. Mức tiền tiêu vặt cũng sẽ tăng theo tuổi. Hôm nay vừa vặn là sinh nhật 4 tuổi của Khang Hy, nói cách khác là được lấy 25 tệ. Thằng nhóc này có một sở thích là để dành tiền. Miểu Miểu mua cho hắn một hũ đựng tiền trong suốt, hắn cứ thích nhét tiền vào trong đó, xem nó càng đầy, hắn lại càng vui vẻ. Cho nên mỗi lần phát tiền tiêu vặt, hắn đều đòi tiền xu 1 tệ. Hắn vui vẻ dậy sớm, đứng cung kính trước phòng ngủ với Cách Cách chờ ba mình đi ra. Sau khi Cách Cách lấy được tiền, liền ăn mặc xinh đẹp, tung tăng đi ra ngoài luôn. Khang Hy hưng phấn, chờ Khang Duật phát lương. Đương nhiên Khang Duật sẽ cho. Nhưng mà đến một hồi, không đúng nha, tại sao vẫn là 20 tệ? Hắn có chút khả nghi nhìn ba mình. Khang Duật ngồi trên sofa, nói vô cùng sâu sắc. Hoàng Nhi, vĩnh viễn không tăng thuế. Vĩnh viễn không tăng thuế. Cái này trong tivi có nói, chính là không tăng thuế của dân nữa. Nhưng mà có quan hệ gì với hắn đâu? Hắn nhìn về phía Khang Duật. Khang Duật sớm không để ý tới hắn, nhàn nhã ngồi trên sofa đọc báo. Hắn buồn khổ, muốn hỏi, lại không biết nên hỏi như thế nào. Chẳng lẽ nói, ê, Hoàng A Mã, điền thiếu, thêm chút đi. Hắn tối tăm cúi đầu, câu này nghe sao không được tự nhiên cho lắm. Mệt hắn còn thông minh. Suy nghĩ một hồi, đột nhiên nghĩ ra, nếu không tăng thuế của dân, thì khoản thu nhập từ thuế để nghiệp quốc khố cũng không tăng rồi. Quốc khố bằng tiền tiêu vặt. Nhất thời cứng lại rồi. Nếu hắn vẫn là tiểu hoàng đế, chẳng phải là cả đời chỉ lấy được 20 tệ sao? Kinh hãi, lần này rốt cuộc tới lượt Khang Hy chịu không nổi, ngây đơ. Lúc này Miểu Miểu ra ngoài mua đồ ăn về nhà, hắn lập tức mách mẹ. Mẹ, ba ăn hiếp con, cho con thiếu 5 tệ, kêu ba đưa cho con, kêu ba đưa cho con. Hắn đúng là rất nóng nảy, khôi phục lại bản tính của con nít, nhõng nhẽo, vừa dập chân vừa kéo đồ Miểu Miểu, mặt đỏ bừng lên. Miểu Miểu vừa nghe, kỳ quái, sao không xưng chẫm nữa? Hồ nghi nhìn về phía Khang Duật đang đọc báo. Khang Duật bỏ báo xuống, mỉm cười nhìn Miểu Miểu, con người đen trong mắt dài hẹp, lấy ra ánh sáng nham hiểm. Miểu Miểu nhìn thấy, nhịn không được run lên. Từ đó, bạn nhỏ Khang Hy không xưng là chẫm nữa. NNG, quốc khố chỉ có 20 tệ, ai thèm làm hoàng đế? Quả nhiên, gừng càng già càng cay a. Các bạn vừa nghe hết chuyện Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân. Cùng đón nghe các chuyện tiếp theo tại kênh Chuyện 23s.net nhé. Hãy like và comment sau khi nghe xong audio. Và đừng quên share video trên Facebook với hashtag Chuyện 23s để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.